Nay thì tôi sẽ chia sẻ với chúng ta về chủ đề đó là về NLP. Làm thế nào để chúng ta phát triển được cái năng lực tiềm ẩn trong con người của chúng ta. Tôi muốn, và trước khi mà tôi chia sẻ về cái chủ đề trong buổi tối hôm nay đó, thì tôi muốn chia sẻ với các bạn rằng là ngày xưa đó, khi mà mình bắt đầu mình đang đi học mà học cấp 1, cấp 2 đó, thì một cái lịch sử đó là tôi có một cái học bạn, đó là mình học không có tốt. Có là trong xuyên suốt 10 năm đầu tiên khi mà mình đi học ở trường học ấy, thì không bao giờ là tôi được học sinh tiên tiến. Đó là một cái sự thật. Và thực tế đó, không phải là tôi lười học, mà tôi cũng rất là chăm chỉ học. Và ngày đêm tôi đều nỗ lực học. Bởi vì sao? Và bố mẹ tôi cũng đã thử rất nhiều cách. Đó là thuê giáo viên dạy kèm này, rồi cho tôi đi học thêm này, rồi sau đó anh tôi dạy này, rồi tôi cũng nỗ lực, đó là mình học nhiều giờ hơn. Tức là bản thân tôi cũng rất là nỗ lực và tôi chăm chỉ. Nhưng có một điều đó là tôi càng chăm chỉ bao nhiêu, tôi càng nỗ lực bao nhiêu thì tôi càng N bấy nhiêu. Tức là mình học lực ngày càng dở đi. Và một cái thực tế đó là đến cái bản cửu chương tôi cũng thuộc luôn. Vậy thì, và đó là một cái mà khi mà tôi đã nỗ lực nhiều như vậy nhưng cuối cùng kết quả đó là mình vẫn không thể học giỏi được. Thì lúc đó tôi đặt một cái suy nghĩ là chẳng lẽ là cái gen của mình đó là mình học dở, cái gen của nhà mình đó là học không tốt. Và khi mà tôi đang bắt đầu có những cái suy nghĩ như vậy đó, thì cô chú của mình với là bố mẹ của tôi mới nói đó là gia đình này là có một cái nền học vấn đó là không có tốt. Nói gì? Mọi người học cái truyền thống của gia đình này không có ai thi đỗ đại học hết, và ai cũng học dở. Và lúc đó tôi mang một cái tiềm thức ở trong mình ấy, đó là mình N, tức là mình ngu lắm ạ. Và thậm chí là tôi bị bố mẹ của tôi cũng chửi mình, đó là gì? Thằng này nó ngu như bò. Và khi mà chúng ta bị nói như vậy đó, và xuyên suốt cả một cái quãng đời mà khi mà mình học cấp 1, cấp 2 và đến cấp 3, thì mình bị dán một cái mác, đó là học ngu. Cho đến một cái kỷ niệm đó là khi mà tôi về, tôi chuyển về quê của mình để bắt đầu tôi học cấp 3. Thì khi mà tôi về cái miền quê của mình học đấy, thì đó là tôi đến một cái ngôi trường mới. Và những người bạn mới và thầy cô mới thì họ không biết là trước đây tôi học tập nó như thế nào cả. Thì bắt đầu khi mà tôi còn nhớ đó là cái buổi đầu tiên khi mà tôi bước vào lớp ấy, thì cô giáo chủ nhiệm của lớp tôi đó là kêu tôi đứng dậy để mà tôi làm một cái bài toán. Thì khi mà tôi đứng dậy tôi làm một cái bài toán đó, tôi làm không có được, tôi làm bị sai. Thì sau đó là cô mới nói rằng là ủa em ở thị xã học giỏi mà tại sao về đây em lại không có làm được cái bài này. Đó, thì lúc đó bạn bè của trong lớp của tôi lại nói như thế này, là thằng này chắc là học giỏi nhưng nó giấu. Thì khi mà mọi người nói như vậy đó, thì các bạn biết là trong đầu của tôi có một cái suy nghĩ là gì? À, ở đây là mọi người nghĩ mình học giỏi, đúng không? Vậy thì mình phải về nỗ lực, mình phải cố gắng, mình học lên. Và các bạn biết là đó là về nhà tôi đã cố gắng, tôi đã nỗ lực, và tôi tìm các phương pháp và bắt đầu tôi học lại những cái phương pháp từ căn bản cho đến nâng cao. Và các bạn biết điều gì đó đã xảy ra không? Đó là kết quả của học tập năm đó, tôi đã trở thành học sinh tiên tiến. Và sau đó thì tôi thi đậu được đại học. Và cái ngày mà tôi thi đậu được đại học đó, thì mọi người có nói với tôi thế này, đó là chú tôi, cô tôi và tất cả những người ở trong dòng họ của mình đó, họ nói là thằng Linh mà đậu đại học thì chắc cả đất nước Việt Nam này nó cũng đậu. Và cho đến sau này khi mà tôi có những cái thành công trong cuộc sống đấy, thì tôi gặp lại cô chú của mình, thì cô chú của tôi nói thế này, ngày xưa nghĩ rằng là thằng Linh nó là vứt rồi, nó không thể làm nên một cái trò trống gì trong cuộc sống này, nhưng không ngờ bây giờ nó lại làm được nhiều thứ như vậy. Thì điều gì nó đã làm ra một cái sự thay đổi của một con người như vậy. Và sau này tôi mới đi tìm ra cho mình cái câu trả lời, đâu là bí kíp để giúp một người bình thường trở nên thành công. Và tại sao có những người bạn của mình ấy, ngày xưa học rất giỏi, và tôi có những người em ấy, ngày xưa khi mà lúc mà học cấp 1, cấp 2, cấp 3 học rất là giỏi, nhưng sau này là không thành công. Thậm chí họ được học sinh giỏi xuất sắc, họ đi học những học sinh giỏi tỉnh, nhưng cuối cùng họ bước ra ngoài cuộc đời này thì họ lại không có được cái sự thành công, và họ cũng sống với cuộc sống bình thường. Thì tôi luôn đặt một câu hỏi là tại sao cái điều đó nó lại xảy ra trong cái cuộc đời của chúng ta. Thì tôi mới học được một cái phương pháp, đó chính là NLP. Và gần đây hơn nữa đó là tôi học được từ cái truyền nhân đời thứ hai của Napoleon Hill, đó là thầy Alan Hale.
và áp dụng những cái phương pháp đó, những cái chiến lược đó vào cái cuộc sống của mình, vào trong cái công việc của mình, thì nó đã giúp cho cái cuộc đời của mình thay đổi. Đó là từ việc mà mình kinh doanh, mình làm nó thành công hơn, nó làm hiệu quả hơn. Và các bạn biết gần đây thì chúng ta đã thấy, đó là tôi đã làm nên một cái điều đó gì? Người ta vào làm trước tôi là 4-5 năm, thậm chí là 6 năm. Và khi mà bắt đầu thì vợ tôi vẫn đang là số 0 và thậm chí đó là số âm. Không kiến thức, không kỹ năng, không kinh nghiệm, không mối quan hệ. Nhưng người ta đã có một cái nền tảng sẵn, đó là đã có một cái đội ngũ rất đông rồi. Người ta cũng có tài chính rồi. Nhưng tôi là vẫn vươn lên và tôi vượt được qua được họ. Mà tôi không phải vượt qua một người mà tôi vượt qua cả một nhóm người. Và trong lúc đó những người này là đều những người có nền tảng học vật rất tốt. Họ đều đã từng làm ở những cái công ty rất lớn. Nhưng tại sao mình lại làm được cái điều đó? Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ được cái bí mật đó ở trong cái đoạn livestream này dành cho chúng ta. Thì cái mà tôi ra làm đó là gì? Thì khi mà hồi xưa đó, và các bạn biết là, và tôi cũng áp dụng cái phương pháp này để cho việc đó là mình cải thiện về kỹ năng thuyết trình của mình. Và tôi còn nhớ đó là cái lần đầu tiên khi mà tôi đứng lên thuyết trình đấy, là hai chân của tôi nó run cầm cập luôn. Và các bạn biết đến bây giờ thì tôi có thể tự tin tôi đứng diễn thuyết và tôi chia sẻ được ở cả hàng ngàn con người trên một cái sân khấu như vậy mà rất tự nhiên và rất là thoải mái. Đúng không? Và mình có thể làm cho mọi người từ vui thành khóc, từ khóc thành cười. Thì đó là những ai mà chúng ta tham dự những buổi đó thì chúng ta đều trải nghiệm và chúng ta đã thấy được rồi. Vậy thì tôi đã ứng dụng cái phương pháp đó là NLP. Và ngày xưa đó thì tôi cũng có một cái căn bệnh nữa. Đó là mình bị đau đầu. Tức là mình giống như là bị rối loạn tiền đình đó. Tức là bị đau về thần kinh. Và ngày xưa thì lúc nào đi đâu á thì tôi cũng luôn mang theo đó là một cái viên thuốc TK màu tím tím đấy. Bởi vì cứ khoảng một ngày buổi sáng như vậy là tôi phải uống một viên. Trưa tôi uống một viên và tối tôi uống một viên. Thì bắt đầu đầu của tôi mới không bị đau. Thì sau này tôi mới dùng cái phương pháp NLP và tôi giải quyết được vấn đề này. Và một cái mà chúng ta có thể thấy đó là ngày xưa tôi thường xuyên đeo kính. Và tôi không thể nào bỏ kính ra được. Nhưng bây giờ tôi bỏ kính ra được. Vậy thì đó là những cái mà tôi áp dụng nhờ cái phương pháp của NLP. Thì NLP nó còn giúp cho chúng ta đó là cải thiện về cái sức khỏe của chúng ta. Chúng ta có một cái sức khỏe tràn đầy năng lượng và sức sống. Ok các bạn. Rồi ngày xưa mình cũng có một mối quan hệ không tốt với mọi người ở trong gia đình. Nhưng nhờ cái phương pháp của NLP, mình kết nối mọi người lại với nhau và mình xây dựng được một mối quan hệ nó tốt hơn trong gia đình của chúng ta. Ok các bạn. Và có thể trước đây chúng ta hay nói với nhau đó là gì? Vì chúng ta khắc khẩu nên chúng ta không thể giao tiếp tốt được, chúng ta không thể nói chuyện được. Nhưng nhờ cái phương pháp NLP, chúng ta có thể thay đổi được những điều này. Và ngày xưa đó, khi mà mình kinh doanh thì lúc thì mình làm thất bại, lúc thì mình làm thành công, thành công rồi sau đó lại thất bại. Nó cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại như vậy. Và mình không tạo nên một cái bước đột phá nào cho cái sự nghiệp của mình. Thì tôi mới không hiểu là tại sao nó lại cái điều đó nó xảy ra với cuộc đời của mình. Và mình nghĩ rằng là mình đang có một cái điều gì đó nó chưa ổn. Và sau đó tôi đã tìm đến, đó là tôi lý giải được ở trong cái phương pháp của NLP. Và từ thời điểm mà tôi ứng dụng về cái phương pháp của NLP này thì nó thay đổi hoàn toàn cái cuộc sống của mình. Từ mối quan hệ, từ cái sức khỏe, từ cái công việc kinh doanh và tất cả mọi thứ trong cái cuộc đời của mình nó thay đổi một cách hoàn toàn các bạn. Thì bây giờ tôi muốn chia sẻ với chúng ta đó gì? Đầu tiên chúng ta cần nghiên cứu đó là NLP nó là gì đã, đúng không ạ? Thì NLP nó là một bộ môn khoa học nghiên cứu về những người xuất chúng trên thế giới. Và người ta nghiên cứu từ những người xuất chúng trên thế giới và người ta tổng hợp nó thành một cái công thức. Và đây là cái phương pháp mà ngày xưa người ta nghiên cứu ra để giúp cho chính phủ của Mỹ, để áp dụng cho Nhà Trắng. Và sau đó khi mà Nhà Trắng và áp dụng đó, họ đã thành công thì bắt đầu đưa vào quân đội. Sau đó thì các giới doanh nhân và người ứng dụng thành công và truyền bá nó một cách mạnh mẽ nhất, đó chính là Anthony Robbins. Đúng không ạ? Thì người ta nghiên cứu như thế này. Mỗi con người chúng ta từ khi sinh ra và cho đến khi mất đi, đúng không ạ? Đó là chúng ta có 14 tỷ neuron thần kinh. Các bạn, từ khi chúng ta sinh ra cho đến khi chúng ta mất đi này, chúng ta đều có 14 tỷ neuron thần kinh. Đó là mỗi con người chúng ta từ khi sinh ra cho đến khi chúng ta mất đi nhé các bạn, thì chúng ta đều có 14 tỷ neuron thần kinh. Và mỗi một neuron thần kinh như thế này thì nó sẽ tạo ra 20.000 cái liên kết thần kinh khác nhau. Chúng ta cần phải nhớ kỹ về điều này. Và mỗi lần mà khi mà tôi gặp một cái vấn đề gì đó thì tôi luôn nhớ rằng là mình đã tạo ra được một cái liên kết thần kinh nó đủ cho cái lĩnh vực mình làm hay chưa. Thì mỗi người và mỗi một cái liên kết thần kinh như thế này đó
thì người ta gọi đó là trí thông minh. Vậy thì một người có thông minh hay không, có giỏi hay không, thì quan trọng nhất đó là chúng ta đã tạo ra được một cái liên kết thần kinh nó đủ lớn trong con người của chúng ta hay chưa. Đấy, quan trọng đó là chúng ta đã tạo ra một cái liên kết đủ trong tâm trí của chúng ta hay chưa. Đó là một cái quan trọng. Bởi vì nếu mà chúng ta chưa tạo ra một cái liên kết thần kinh nó đủ ở trong tâm trí của chúng ta đó, à quay ngược lại à, quay ngược lại. Thế là tôi phải quay camera lại theo một cái góc như thế này. Ok. Ok. Rồi, tôi sẽ quay ở đây các bạn. Mỗi con người chúng ta sẽ tạo ra này. Mỗi con người từ khi mà chúng ta sinh ra cho đến khi mà chúng ta mất đi đó, thì chúng ta đều có 14 tỷ neuron thần kinh. Và mỗi một neuron thần kinh là nó sẽ tạo ra 20.000 liên kết thần kinh khác nhau. Và mỗi một liên kết thần kinh như vậy thì người ta gọi đó là trí thông minh. Vậy thì sự khác nhau của một người thành công hay là một người bình thường đó, đó là chúng ta có tạo ra được những cái liên kết thần kinh này nó đủ nhiều hay không. Thì một cái điều mà tôi muốn chia sẻ với chúng ta như thế này các bạn. Tại sao ấy, có những người mà ngày xưa chúng ta học rất giỏi, và chúng ta để ý này, các bạn, những cái người mà người ta học giỏi đó là vì từ cấp 1 cho đến cấp 3 người ta học đúng một môn. Ví dụ những người đó nếu thi Olympic toán quốc tế đấy, thì người ta học một môn duy nhất đó gọi là môn toán. Thì nếu mà từ lớp 1 cho đến lớp 12 chúng ta học đúng một môn duy nhất đó là môn toán, và ngày nào chúng ta cũng làm toán liên tục như vậy, thì chúng ta rất dễ dàng để chúng ta trở thành một người xuất sắc về toán. Nhưng làm sao để chúng ta đạt đến cái trình độ xuất chúng, thì chúng ta lát nữa chúng ta sẽ nói về cái sâu vào cái này. Và nhờ cái tôi áp dụng cái phương pháp này đó, thì mình đầu tiên là tôi học về ngành công nghệ ô tô, nhưng sau đó thì tôi lại chuyển sang tôi làm về kinh doanh. Và mình có thể làm những cái viết những cái quảng cáo, và mình lên những cái chiến lược về marketing để giúp đột phá cho cái doanh nghiệp của mình. Thì nó đều có cái bí mật, đó là tôi phải tạo ra những cái liên kết thần kinh trong tâm trí của mình, trong trí não của mình về lĩnh vực về kinh doanh. Nhưng cái quan trọng đó là liên kết đó chúng ta phải tạo ra nó như thế nào, và làm thế nào để chúng ta tạo ra những cái liên kết đó, thì lát nữa tôi sẽ chia sẻ với chúng ta. Trong cái buổi livestream hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ về cái đó. Vậy thì chúng ta thấy đó, là có phải là khi mà chúng ta tập trung đó, càng tập trung cao độ bao nhiêu, chúng ta càng làm càng nhiều bao nhiêu đó, thì chúng ta càng thành công bấy nhiêu, đúng không? Vậy chúng ta vẫn thấy một cái thực tế đó là có những con người vẫn nỗ lực, vẫn cày giống như kiểu ngày xưa của tôi đó. Đó là mình vẫn chăm chỉ học, mình vẫn nỗ lực học, nhưng tại sao mình vẫn bị thất bại? Mình càng nỗ lực bao nhiêu thì mình càng N bao nhiêu. Trong lúc đó có những người thì càng nỗ lực thì họ càng thành công. Đó, và chúng ta thấy đó là một cái sự khác nhau như vậy. Vậy thì bí quyết nó nằm ở đây. Đó là người ta mới nghiên cứu ra con người chúng ta đó. Đây là tôi lấy về biểu đồ về con người chúng ta. Thì nó có một cái phần đó là nhận thức. Cấp 3 cái cấp độ tư duy của chúng ta, đúng không ạ? Một phần đó là nhận thức này. Thứ hai đó là tiềm thức này. Và nó có một cái thứ ba nữa đó, đó chính là trường năng lượng. Rồi. Thì nó cụ thể như thế này các. Cái phần mà nhận thức là cái mà chúng ta có thể phân tích đúng hay sai này. Chúng ta có nghĩa là về cái phần nhận thức đó, chúng ta luôn nói rằng là cái này đúng hay không đúng này, tốt hay không tốt này, tốt và xấu, đó là chúng ta dùng nhận thức để chúng ta xem đâu là điều tốt, xem đâu là điều xấu. Nhưng tại sao chúng ta biết một điều đó là hút thuốc lá đó là một điều đó không hề tốt một chút nào hết, nhưng hành động của chúng ta đó là gì? Chúng ta vẫn hút. Vậy thì có một cái điều gì đó nó đã xảy ra ở trong tiềm thức của chúng ta. Đó là tiềm thức là cái mà nó sẽ quyết định đến cái cuộc sống của chúng ta. Cái việc mà chúng ta có làm hay không ấy, thì nó phụ thuộc vào tiềm thức của chúng ta. Tôi lấy một ví dụ mà tôi có quay rất nhiều video chia sẻ với chúng ta. Đó là hành động vào mỗi buổi sáng khi mà chúng ta tỉnh dậy. Đó là buổi sáng khi mà chúng ta vừa tỉnh dậy đó, thì đồng hồ vừa mới đổ chuông một cái, thì có một cái tiếng nói ở trong tiềm thức của chúng ta, nó nói rằng là quên qua đường ngủ tiếp đi. Cái nhận thức của chúng ta nó nói rằng là ê, 5 giờ rồi đấy, dậy đi, dậy tập thể dục đi, đã nói với anh em rồi đấy. Nhưng một câu nói ở bên tiềm thức đó là gì? Thôi hôm nay mệt quá rồi ngủ tiếp đi. Bây giờ nhắn cho bạn bè nói rằng là hôm nay ta mệt, hôm qua tôi bị cấm lần đấy là gì đó. Tức là chúng ta nghĩ ra một loạt cái lý do để chúng ta ngủ tiếp. Và một bên thì chúng ta nói là dậy đi, một bên nói là thôi ngủ tiếp đi.
Và theo bạn, cái gì nó đã chiến thắng? Có phải đó là ngủ tiếp chúng ta vẫn chiến thắng? Vậy thì cái mà ngủ đó là chính là cái tiềm thức của chúng ta. Đó là bên trong con người chúng ta đó, nó có hai phần, một phần đó là về nhận thức và một phần đó là về tiềm thức. Cái mà nói về chúng ta đó là gì? 5 giờ sáng ngồi dậy đi, đó là tiềm, cái nhận thức của chúng ta đó. Nhưng cái tiềm thức của chúng ta lúc này nó nói này, thôi mình có được ngủ tiếp đi. Và nó kìm hãm và bắt đầu tiếng nói đó ngày càng mãnh liệt hơn, và nó đầy sức thuyết phục hơn. Và cuối cùng chúng ta ngủ mà chúng ta không làm. Thì giống như khi mà chúng ta đi kinh doanh thế, chúng ta có một ý tưởng, chúng ta thấy là ô cái này hay quá, cái này tốt quá, cái này nên làm đi nào. Thì lúc này tiềm thức của chúng ta đó là về nhận thức, chúng ta biết bắt đầu kinh doanh chúng ta sẽ có tiền. Bắt đầu kinh doanh có thể chúng ta gặp thất bại, nhưng mỗi lần thất bại đó chúng ta sẽ có những bài học và chúng ta thay đổi nó, và rồi chúng ta sẽ thành công. Đó là điều mà phần lớn mọi người chúng ta đều biết, nhưng thực tế thì có bao nhiêu người làm? Chúng ta thấy chỉ có một số ít rất là đúng không ạ? Và thì số ít khác biệt đó, đó chính là họ dùng vận hành được cái tiềm thức này. Đó là họ chiến thắng được tiếng nói nhỏ trong tiềm thức của chúng ta. Đó là họ biết kìm hãm cái tiềm thức và thay đổi cái tiềm thức đó, cài đặt lại cái tiềm thức của chúng ta. Thì lúc đó chúng ta mới làm được. Vậy thì đó là lý do tại sao rất nhiều người muốn là năm chúng ta muốn đi kinh doanh, nhưng tiềm thức nó đang là ổ làm kinh doanh nguy hiểm lắm, rồi rủi ro lắm, ở cái này bây giờ thị trường này nó đã bão hòa rồi, cái này sản phẩm đã nhiều người bán rồi, nếu chúng ta bán một sản phẩm mới thì tiềm thức chúng ta nói rằng là sản phẩm này mới quá, đâu có thương hiệu, đâu có uy tín, đâu bán ai mua, đúng không? Và chúng ta có một loạt cái thông tin của chúng ta tiêu cực và nó kìm hãm lại, và chúng ta cứ mong muốn lần này đến lần khác, năm này qua năm khác, và cuối cùng chúng ta không làm. Hay là khi mà chúng ta đang sinh viên ấy, chúng ta muốn đi kinh doanh thì chúng ta là thôi, đang sinh viên mà đang còn trẻ, chưa có kiến thức, chưa có kỹ năng, kinh nghiệm, thì bây giờ chúng ta học rồi đã, chúng ta làm rồi đã, sau đó bắt đầu ra trường rồi, thôi bây giờ tôi ra trường rồi, tôi phải về cơm áo gạo tiền, tôi phải lo làm việc thôi, chứ tôi không thể đi kinh doanh được, bởi vì tôi còn phải lo cái này, lo cái kia nữa, bây giờ bố mẹ tôi không chu cấp cho tôi nữa. Rồi sau bắt đầu làm được một thời gian, chúng ta lại nói rằng là, ồ bây giờ tôi chuẩn bị lấy vợ rồi, bây giờ tôi phải lo cho để cái vợ đây thì làm sao mà tôi kinh doanh được. Đợi khi nào mà tôi lấy vợ xong rồi tôi bắt đầu kinh doanh. Sau khi mà lấy vợ rồi đó thì bây giờ là vợ tôi cần cái này cần cái kia. Rồi nếu mà bây giờ tôi nghỉ việc ấy, tôi không tôi bắt đầu vào kinh doanh thì vợ tôi không biết tôi sẽ phải nói với vợ tôi như thế nào. Rồi tôi đợi đến khi mà tôi sinh con rồi bắt đầu vợ tôi ở nhà thì lúc đó tôi tính sau. Sau đến khi mà chúng ta có con rồi đó thì là bây giờ là con của tôi còn nhỏ quá, tôi phải chăm sóc cho gia đình của tôi, cho con của tôi, bây giờ nếu mà tôi không làm việc ấy thì làm sao mà tôi có tiền được. Và cuối cùng cái giấc mơ của chúng ta từ năm này qua năm khác và chúng ta không bao giờ thực hiện nó, đúng không? Đó là cái mà chúng ta đã thấy. Hay là việc đơn giản đó là chúng ta luyện tập thể dục thể thao. Rất nhiều lần chúng ta muốn luyện tập thể dục thể thao nhưng chúng ta vẫn không luyện tập, đúng không? Đó là chúng ta vẫn không luyện tập bởi vì cái tiềm thức này nó nói thôi để mai tập đi, hay là để chiều tập đi, để từ từ đi, và cuối cùng chúng ta lần nữa ngày hôm nay qua ngày khác, và cuối cùng chúng ta vẫn không bao giờ tập thể dục được. Vậy thì vấn đề ở đây đó là tiềm thức của chúng ta đã nhiễm quá nhiều điều tiêu cực. Và nếu như chúng ta đang xem đoạn live này và thông qua những cái câu chuyện này, nếu bản thân của mỗi người mà chúng ta đang xem livestream này, chúng ta đang có những cái dự định, chúng ta có những cái mong muốn, chúng ta muốn làm, nhưng có một cái tiềm năng nhỏ trong tiềm thức của chúng ta nó đang kìm hãm để chúng ta và nó kéo chúng ta lại, thì tôi muốn tất cả chúng ta hãy comment xuống, chúng ta comment xuống về cái vấn đề mà bạn mắc phải dựa trên những câu chuyện lúc nãy giờ tôi chia sẻ, và tôi sẽ chỉ cho chúng ta bước kế tiếp, đó là làm sao để chúng ta chiến thắng được cái tiềm năng nhỏ trong tiềm thức này, để chúng ta thay đổi cái tiềm trong cái tiềm thức này, để chúng ta cài đặt lại cái tiềm thức này của chúng ta, thay vì tiêu cực thì chúng ta đổi sang nó thành cái tích cực. Bởi vì khi mà tiềm thức của chúng ta tích cực thì chúng ta mới có thể làm được. Có là nhận thức chúng ta luôn luôn biết làm điều rồi, biết tập thể dục mỗi buổi sáng là tốt, hiểu tập thể dục buổi sáng là tốt, và chúng ta rất muốn làm điều đó, nhưng chúng ta không bao giờ làm. Bởi vì sao? Đó là cái tiềm thức này nó kìm hãm này của chúng ta, nó kéo chúng ta lại, và cuối cùng chúng ta không làm được. Vậy thì nếu bạn nào chúng ta đang có một trong những vấn đề mà lúc nãy giờ tôi chia sẻ, đó là chúng ta có những cái gì mà nó đang kìm hãm này chúng ta, tôi muốn chúng ta hãy viết xuống ở dưới đoạn like này, và tôi sẽ coi những cái comment của chúng ta nhé các bạn. Rồi. Ok, chúng ta nói đi các bạn. Chúng ta comment. Tôi cần tất cả chúng ta cùng comment. Trì hoãn này. Có những cái gì các bạn? Thiếu động lực này. Tôi muốn tất cả chúng ta hãy comment.
Hãy comment vào xuống. Hãy comment xuống nhé các bạn. Rồi. Hãy comment về những cái mà vấn đề chúng ta đang mắc phải. Tôi muốn tất cả chúng ta cùng tương tác và chúng ta cùng comment lên các bạn. Thiếu động lực này, không có động lực này, thiếu tự tin nên không dám hành động này, trì hoãn này. Đó. Ok, chúng ta hay bị trì hoãn đúng không? Rồi, trì hoãn là cái rất nhiều. Thế bây giờ giải pháp làm sao để chúng ta giải quyết được vấn đề về trì hoãn ở trong này đây? Thì bây giờ cái vấn đề đó là chúng ta cần phải cài đặt, đưa cái nhận thức này. Cái nhận thức của chúng ta đó là gì? Chúng ta luôn biết cần phải tích cực. Chúng ta biết là chúng ta cần phải làm ngay, nhưng tại sao chúng ta vẫn không thể làm ngay được? Bởi vì cơ bản là trong cái tiềm thức của này của chúng ta đã quá tiêu cực đi. Vậy thì việc đầu tiên đó là chúng ta cần phải giải quyết được vấn đề về tiềm thức này. Thì nó có tất cả là 3 bước để chúng ta giải quyết vấn đề cho chúng ta. Ok. Cái đầu tiên mà chúng ta cần làm đó chính là thay đổi về ngôn từ của mình chúng ta khi chúng ta giao tiếp. À, chúng ta thay đổi về cái ngôn từ của chúng ta khi mà chúng ta nói chuyện. Thì đây là một trong những cái cách mà để chúng ta thực hiện được các. Ví dụ như khi vào buổi sáng đó, chúng ta tỉnh dậy mà có một cái tiếng nói nhỏ trong tiềm thức của chúng ta nó xuất hiện rồi. Nó nói rằng là mấy cái 5 giờ sáng là thôi để mai chạy đi. Thì chúng ta phải ngay lập tức làm cái động tác đó là gì? Chúng ta bắt thóp lại cái tiếng nói nhỏ tiêu cực này. Chúng ta giật cổ nó xuống và chúng ta tái nó một cái. Và cái nào? Và cách như thế này, chúng ta đưa cái tay trái của mình ra, chúng ta đưa cái tay phải của mình lên, và sau đó chúng ta đập tay vào một cái và chúng ta nói im mồm ngay. Và sau đó chúng ta giật yes. Đó là cái động tác mà chúng ta làm để chúng ta bắt thóp lại cái tiếng nói tiêu cực này và chúng ta bảo trong mồm đi. Đó là cái cách mà chúng ta làm. Thì ví dụ khi vào trong cái cuộc sống của mình, thế mình bắt đầu có những cái suy nghĩ tiêu cực chẳng hạn, hơi suy nghĩ về tiêu cực, ví dụ mình định làm cái này đi nhưng mình nói là cái này không biết là có được hay không, đó là mình được đập tay vào một cái mình nói câm mồm ngay và sau đó mình giật yes. Đó là cái động tác đó, chúng ta phải bắt nó lại những cái thông tin tiêu cực này, chúng ta kìm hãm lại nó và bắt đầu để chúng ta tiến về phía trước và chúng ta nói yes để chúng ta làm tiếp. Thì chúng ta bắt đầu cài đặt lại về tiềm thức của chúng ta về những cái thông tin tích cực. Thì đây là những cái biện pháp, những cái phương pháp mà chúng ta có thể giải quyết để chúng ta bắt nó, để chúng ta không bao giờ nói những cái ngôn từ tiêu cực lặp đi lặp lại vào trong cái tiềm thức của chúng ta nữa, mà chúng ta cần phải ngăn chặn nó đầu tiên. Đó là giải pháp về tức thời. Nhưng để giải pháp về dài hạn thì chúng ta làm cần những bước sau. Đầu tiên là chúng ta cần phải làm như thế này các. Đó là chúng ta cần phải viết ra một cái danh sách. Bên này đó là những cái ngôn từ tiêu cực, và bên này đó là ngôn từ, tôi muốn tất cả chúng ta cùng làm luôn nhé các bạn, ngôn từ tích cực. Chúng ta cùng lấy giấy bút ra, chúng ta cùng viết luôn các bạn, lấy giấy bút và chúng ta viết luôn. Thì ngôn từ tiêu cực này, tôi lấy ví dụ như đây là từ buồn, thì chúng ta đổi sang cái ngôn từ tích cực, đó là những cái ngôn từ hướng tới cũng mang cái hàm ý đó. Ví dụ bây giờ chúng ta đang trạng thái buồn, chúng ta có thể nói là vui liền đúng không? Thì ngôn từ tích cực đó là gì? Tôi cần thêm niềm vui, ví dụ như thế, đúng không? Thì lúc này tiềm thức của chúng ta hiểu là cái ông này đó, ví dụ như bây giờ chúng ta cứ than vãn, chúng ta kêu, chúng ta buồn, thì có phải là ý nghĩa của chúng ta đang muốn ở đây đó, tôi cần thêm niềm vui. Thì đổi sang cái ngôn từ tích cực, ngôn từ hướng tới đó là gì? Tôi cần thêm niềm vui, đúng không? Rồi, đôi lúc là khi mà chúng ta đi kinh doanh mà chúng ta bị lỗ, các mọi người nói là hay lỗ SML luôn nữa, thì bây giờ ngôn từ mà chúng ta đổi sang đó là gì? Các bạn, chúng ta đổi sang câu từ gì đây? Tôi muốn tất cả chúng ta cùng tương tác và chúng ta comment các bạn. Tôi đang lỗ SML đúng không? Tôi cần giải pháp để có lãi. Rồi, tôi cần giải pháp để có lãi đúng không? Rồi, vậy thì khi này thì chúng ta sẽ tập trung vào gì?
chúng ta sẽ tập trung vào một cái đó là giải pháp làm sao để có lãi. Chứ nếu mà chúng ta cứ nói với nhau ôi giời đợt này bán lỗ quá, thế gọi là cái lỗ nó bắt đầu đi vào trong tiềm thức của chúng ta và trong tâm trí của chúng ta lỗ, và chúng ta sẽ luôn tìm ra những cái phương pháp để chúng ta lỗ, và đặc biệt đó là chúng ta luôn tìm kiếm những người bạn lỗ giống như chúng ta để chúng ta có sự đồng cảm, để chúng ta cảm thấy gần gũi, để chúng ta cảm thấy thân thiện, để chúng ta cảm thấy có đồng minh, để cảm thấy có những người có giống cảnh ngộ giống như chúng ta, đúng không ạ? Nhưng nếu mà chúng ta nói là tôi cần ra những cái giải pháp để có lãi thì lúc này cái tiềm thức nó sẽ giúp chúng ta, đó là gì? Chúng ta đi tìm kiếm những ông nào bán đang có lãi ở trên thị trường hiện tại, ông nào đang có sự thành công, và chúng ta sẽ chủ động tiếp cận đến những con người đó. Bởi vì khi mà chúng ta gặp họ đó, nếu mà tiềm thức của chúng ta là tiềm thức là lỗ đó, thì chúng ta gặp người thành công không bao giờ có thể gặp được. Bởi vì lúc đó nó có một cái khoảng cách gì đó. Và đó là lý do tại sao khi mà chúng ta thất bại đó, thường là chúng ta rất ngần ngại khi mà gặp người thành công. Nhưng một người có một tiềm thức thành công đó là gì? Ngay kể cả khi họ không có gì, họ vẫn đủ tự tin để gặp những con người thành công, họ tiếp cận những người thành công. Bởi vì lúc này đó là họ đã cài đặt trong tiềm thức của mình đó, đó là đến một ngày rồi tôi cũng sẽ thành công thôi. Có là kể cả bây giờ tôi không có tiền trong túi, nhưng trong tiềm thức của tôi tin tưởng vào con đường của mình, tôi tin tưởng vào tương lai của tôi, đó là tôi chắc chắn sẽ thành công trong tương lai. Và đó là những ngày đầu tiên khi bắt đầu tôi làm cái công việc kinh doanh của mình, thế tôi luôn cài đặt vào trong tâm trí của tôi, trong tiềm thức của tôi, đó là chắc chắn trong tương lai tôi sẽ thành công. Đó là cái mà tôi cài đặt vào trong tiềm thức của mình. Và khi này là trong tiềm thức của mình nó đủ nhiều đó, thì nó tạo ra một cái, đó là một cái gọi là trường năng lượng. Và trường năng lượng này nó đủ lớn, cái trường năng lượng của chúng ta nó sẽ thu hút chúng ta đến đúng người. Có là nếu chúng ta là một người có tâm tốt, chúng ta gặp người tốt chúng ta sẽ rất dễ nói chuyện. Nếu chúng ta có một cái tâm xấu thì chúng ta gặp người xấu chúng ta dễ nói chuyện. Nên là tướng cướp thì người ta luôn đi với cướp, còn người lương thiện thì người ta luôn đi với người lương thiện, người thành công luôn đi với người thành công, và người bình thường người ta sẽ luôn đi với người bình thường. Và một người thất bại thì luôn có xu hướng đó là lại gần với nhau, gặp nhau, than thở với nhau, chia sẻ với nhau. Nên nếu mà chúng ta gặp người thất bại thường xuyên thì chúng ta cần phải xem lại tiềm thức của chúng ta đang như thế nào, để chúng ta, và khi mà chúng ta thấy được là tiềm thức của chúng ta đang như vậy thì chúng ta mới hút đến chính xác là những con người đến với cuộc sống của chúng ta, và chúng ta cảm thấy gần gũi với họ. Thì đó là lúc mà chúng ta phải xem lại cái tiềm thức của chúng ta đang như thế nào. Bởi vì tiềm thức của chúng ta như thế nào nó sẽ quyết định đến tương lai và cuộc đời của chúng ta, nói giống như vậy. Ok chưa các bạn? Rồi, vậy thì chúng ta cần phải biết ra, chúng ta quay trở lại đây tiếp, đó là chúng ta hãy viết ra tiếp về những cái ngôn từ, một từ này ha, hai từ này, sau đó chúng ta viết ba từ. Ví dụ như từ kế tiếp đó là chúng ta nói rằng là gì đúng không ạ? Từ từ, đây là ngôn từ mà chúng ta để nói về sự trì hoãn, đúng không ạ? Sự trì hoãn. Thế để từ từ đó là ngôn từ khá là tiêu cực, thì chúng ta lại nói là gì, đổi sang đó là gì đúng không ạ? Làm ngay. Đó, chúng ta phải làm ngay, đúng không? Chúng ta đổi sang đó là làm ngay. Làm ngay, làm ngay bây giờ. Cái từ từ thì nó cần làm ngay bây giờ. Hay là một cái từ khóa đó là một từ thứ tư này. Đó là từ, tôi lấy ví dụ nhé, đó là từ và. À, từ nhưng mà. Từ tiêu cực đó là từ nhưng mà. À, em cũng muốn làm thành công lắm nhưng mà, em cũng muốn làm lắm nhưng mà, và cái nhưng mà đó, đó là từ thuộc về đổ lỗi, kêu ca, phàn nàn, ra điều kiện, nó kéo chúng ta lại, thì chúng ta cần phải đổi sang gì đó, đó đổi sang từ và. Em muốn, cũng muốn thành công lắm và em sẽ làm ABC, thì cái từ và đó thì nó sẽ giảm đi cái sự tiêu cực, và chúng ta sẽ đang hướng đến đó là cái sự tích cực, đó là từ và này. Rồi từ tại vì này, thì chúng ta phải nói bằng từ gì quá, vì sao ta, thì chúng ta đổi sang từ và. Thì chúng ta hãy liệt kê ra, tôi muốn tất cả chúng ta đó hãy liệt kê ra ít nhất đó là 10 từ khóa mà đang làm chúng ta bị trì hoãn, chúng ta đang bị tiêu cực, và chúng ta đổi 10 cái từ tiêu cực đó nó sang thành cái ngôn từ tích cực cho chúng ta. Tôi muốn chúng ta hãy viết xuống, hãy viết xuống, hãy viết xuống. Tôi cũng sẽ đọc comment của chúng ta các bạn. Rồi, hãy viết xuống nha các bạn, hãy viết xuống. À, không được đâu này, thì chúng ta phải đổi sang. Hãy viết xuống. Hãy viết xuống, hãy viết xuống, hãy viết xuống. À, tôi muốn tất cả chúng ta hãy viết xuống 10 cái từ và chúng ta đổi.
viết xuống 10 từ để chúng ta đổi các bạn. Hãy viết xuống. Tôi muốn tất cả chúng ta hãy viết xuống. À, chỉnh như thế nào? Đang làm nhiều bạn. Đây. À, rồi ok. hiểu rồi. Rồi, thank you. Rồi. Ok các bạn. Không được đâu này, chắc chắn làm được này. Bị khùng. Tôi cần sự thông minh. Có khùng mới là thường là những người thành công là những người mà khùng đúng không? Chán quá mà. Đổi sang từ gì? Chống buồn ngủ, tôi cần sự tỉnh táo. Mệt, tôi cần thêm năng lượng. Rồi, hãy liệt kê ra 10 từ các bạn, 10 từ mà các bạn có thể nghĩ ra. Chán quá thì chúng ta cần phải đổi sang đó là gì? Tôi cần thêm niềm vui, đúng không ạ? Nếu mà chúng ta đang chán thì chúng ta cần phải đổi sang đó là tôi cần thêm niềm vui. Đúng không? Buồn ngủ, tôi cần sự tỉnh táo. Đúng không? Thất vọng thì còn hy vọng. Đúng không? Bị bồ đá thì sao các bạn? Bồ đá thì bây giờ chúng ta đổi sang ngôn từ gì đấy? Thất tình chán đời. Thì bây giờ chúng ta đổi sang gì đấy? Khó lắm. I can and I will. Đúng không? Khó lắm. Thì chúng ta đổi sang này là gì các bạn? Tôi có thể này, tôi sẽ này. Vấn đề này khó quá, đây chỉ là thách thức. Đúng rồi. Tôi cần sự tỉnh táo. Khó lắm, tôi tin tôi làm được. Đúng không? À, Vũ Huế là tôi sẽ có tình yêu mới. Lười, lười tôi cần thêm năng lượng hả? Đó, nếu mà lười á thì năng lượng thì nó là liên quan đến cái khác rồi. Ví dụ lười thì chúng ta có thể đổi sang đó là gì? Là tôi cần sự chăm chỉ. Đúng không? Tôi cần phải chăm chỉ hơn. Đấy. Tôi cần có năng lượng hơn. Còn có nhiều năng lượng hơn. Đau khổ. Đau khổ thì tôi cần có thêm niềm vui, đúng rồi. Đau khổ á thì khi đó ví dụ đau khổ thì có thể chúng ta đang bị gặp một cái tổn thương về cái tình cảm. Thì chúng ta có thể nói là tôi cần thêm cái tình yêu thương. Đúng không? Thì khi mà chúng ta vào công ty, vào văn phòng làm việc mà chúng ta nói với mọi người đó, tôi cần thêm cái tình yêu thương. Thế là lúc đó chúng ta nó sẽ có một cái, đó là mọi người sẽ chia sẻ cái tình yêu thương cho chúng ta hơn, đúng không ạ? Còn ví dụ bồ đá, cảm ơn đã cho tôi cơ hội tìm một người tốt hơn. Đúng rồi. Ví dụ như mỗi lần mà bồ mà chia tay đó, nói là anh em chia tay nhé, thì tôi nói là ok, được thôi, cảm ơn em. Bởi vì nhờ có thế mà anh có một người khác tốt hơn. Đó thì khi mà chúng ta nói như vậy là bồ chúng ta nói không được à, quay lại thôi. Đúng là sẽ không cho chúng ta về cái điều đó. Béo quá, tôi cần phải giảm cân. Đúng rồi. Mất định hướng, tôi cần một người thầy và người cùng chí hướng. Mất định hướng đúng không? Thì chúng ta có thể đổi đó gì? Tôi cần có một định hướng rõ ràng cho tương lai của mình. Tôi cần có một định hướng rõ ràng cho tương lai của mình. Ok. Tôi cần quyết liệt hơn và nhiều niềm vui hơn. Rồi chúng ta còn từ gì nữa các bạn? Còn gì nữa? Chúng ta hãy viết ra. Tôi muốn chúng ta hãy viết ra xuống các bạn. À, hãy viết ra những cái từ khóa mà nó đang ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. Ví dụ đó, khi mà bắt đầu tôi thấy rằng là bản thân mình có hơi có một cái gọi là gì? Phàn nàn. Tại sao cái cuộc sống nó như thế này, tại sao như thế kia đó. Thì cái đầu tiên đó là gì? Thứ nhất là tôi đập tay vào cái tay của mình và mình nói câm mồm hay đó. Đó là cái đầu tiên. Sau đó là tôi tự động viên với bản thân mình như thế này. Đó là chắc là ông trời đang thách thức mình. Và ông trời đang tôi luyện bản thân mình để cho mình ngày càng trở nên thông minh hơn và mạnh mẽ hơn. Và mình sẽ thành công trong tương lai.
Bởi vì trước khi một cái sự thành công lớn thì mình cần phải có những cái thách thức, chứ không phải đến một cách dễ dàng như vậy. Và chắc là ông trời đến là đang muốn dạy cho mình một cái điều gì đây. Đó là mỗi lần mà tôi gặp một cái trở ngại, gặp một cái thất bại, thì tôi đổi sang những cái ngôn từ đó. Thay vì tôi nói trời ơi, tại sao số tôi nó lại khổ như thế này, tại sao cuộc đời tôi lại bi đát như thế này, tại sao những cái điều thất bại này nó đến với tôi, thì tôi lại chuyển sang đó là những cái ngôn từ về tích cực. Và các bạn biết là khi mà chúng ta chuyển sang cái ngôn từ như vậy đó, thì chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng hơn, chúng ta cảm thấy thoải mái hơn, đúng không? Và bắt đầu chúng ta sẽ có cái một nguồn năng lượng tốt để chúng ta bắt đầu một cái mới, chúng ta nghĩ về những cái giải pháp, chúng ta tìm về cho mình những cái hướng đi, đúng không ạ? Rồi ví dụ là khi chúng ta bị đó là giá, người ta bán phá giá chẳng hạn, đúng không? Chúng ta kinh doanh mà chúng ta bị bán phá giá thì chúng ta thường nói gì đây các bạn? Ngôn từ lúc này chúng ta sẽ nói rằng là bây giờ người ta bán phá giá nhiều như thế thì làm sao mà làm được. Đó là bắt đầu chúng ta than, chúng ta trách, chúng ta kêu ca. Nhưng người thành công thì người ta đổi những cái ngôn từ đó là gì? Người ta bán phá giá nhiều như thế này, đó là cơ hội để mình nâng cao giá trị nhiều hơn, để mình có tạo ra một cái sự cách biệt về giá trong sản phẩm của mình, và mình mang lại nhiều giá trị cho khách hàng hơn. Và nhờ cái suy nghĩ đó đó, thì tôi mới bán những cái sản phẩm mà giá nó cao hơn, nhưng tất nhiên chất lượng nó tốt hơn và cái dịch vụ của mình nó tốt hơn. Và sau đó khách hàng họ, và tôi tập trung vào cái đối tượng đó là khách hàng giàu. Và lúc này tôi có một cái đối tượng đó là khách hàng nó chất lượng hơn và làm cho mình ngày càng thành công hơn. Ok không ạ? Rồi ví dụ như là mình đi kinh doanh, mình có đội nhóm thì mình bị người ta cướp người mất, người ta lấy mất người của mình, thì bây giờ chúng ta nghĩ như thế nào đấy các bạn? Chúng ta có thể đến gặp upline của mình, downline của mình ấy, hoặc là tiền dưới tiền trên của mình, chúng ta nói rằng là anh em bị cướp người rồi, anh em bị người ta lấy mất người rồi, theo các bạn bây giờ chúng ta sẽ xử lý sao đấy, chúng ta đổi sang như thế nào đấy, chúng ta đổi như thế nào đây các bạn, chúng ta đổi như thế nào đấy, đổi như thế nào đây khi mà chúng ta bị người ta phá giá, bị người ta lấy mất người, chúng ta bị lấy mất người thì bây giờ chúng ta nói gì đây các bạn? Nào nào, tôi muốn tất cả chúng ta cùng nói nào các bạn. Rồi, cảm ơn cho tôi đỡ mất thời gian với người nhiều, người thiếu trung thành. Ok, đó là một cách. Rồi còn gì nữa các bạn? Còn gì nữa nào? Còn gì nữa, còn gì nữa? Rồi, còn gì nữa các bạn? Còn gì nữa nào? Nguyễn Hoàng Anh, còn gì nữa các bạn? Cơ hội tìm người mới tốt hơn. Còn gì nữa các bạn? Thường là lúc này tôi sẽ nói với bản thân mình như thế này. Thứ nhất đó là đây là cơ hội để mình lọc ra được đội ngũ những người không trung thành với mình. Đó là một cái. Thứ hai đó là cơ hội để mình làm tìm những người giỏi hơn. Đó là cái thứ hai. Và cái thứ ba đó là mình đã bắt đầu suy nghĩ nè. Tôi đã bắt đầu suy nghĩ là gì? Là nhờ có những con người này đã làm cho mình phải tôi luyện về kỹ năng lãnh đạo của mình hơn. Và đây chính là một cái bài học mà người ta muốn nói với mình rằng đó là hãy nâng cao năng lực lãnh đạo của mình lên, hãy giỏi lên, hãy pro lên, hãy chuyên nghiệp lên, thì người ta sẽ ở lại với bạn. Và đây là tôi đang giúp bạn để thanh lọc ra những con người không trung thành với bạn. Và cũng qua đây để cho bạn thấy rằng là bạn năng lực chưa có tốt và bạn cần phải tôi luyện bản thân mình lên. Nó giống như là một cú thức tỉnh mình lại. Và lúc này này, đúng rồi, người ta lấy người của mình đó, đó là để giúp cho mình chuẩn bị có những người mới tốt hơn, thành công hơn, và mình nâng cao cái năng lực lãnh đạo của mình lên, đúng không ạ? Và lúc này khi mà chúng ta suy nghĩ như vậy là chúng ta bắt đầu chịu trách nhiệm với chính bản thân mình. Chúng ta, đó là do mình không có năng lực lãnh đạo tốt, nên là mình phải cải thiện năng lực lãnh đạo của mình, mình phải cải thiện về kỹ năng của mình. Và thay vì mình cố gắng đi giành giật lại, lấy người lại của người khác, đi kiện cáo với người khác, thì kệ nó đi và chúng ta đi làm cái công việc của mình. Mình tập trung, mình tuyển người mới, mình thay đổi năng lực của mình, mình đọc sách nhiều hơn, mình học nhiều hơn, mình làm nhiều hơn, mình cống hiến nhiều hơn,
mình giúp đỡ đội ngũ mình nhiều hơn, mình quan tâm đội ngũ mình nhiều hơn. Thế là bắt đầu mình có sự thành công và mình bán hàng giỏi hơn và mình có nhiều giá trị hơn và mình giúp được cho nhiều người hơn. Tức là đội ngũ bắt đầu họ đến. Và những người cũ mà người ta đã từng rời bỏ mình đó, người ta đến một ngày người ta quay trở lại này: anh ơi, em muốn quay lại cái đội nhóm của anh, em muốn làm việc cùng với anh hãy mở đường và cho em quay trở lại với anh nhé. Thì lúc này chúng ta là ok, quay về đi. Đúng rồi, vậy thì cái lúc này đó là chúng ta cần phải chịu trách nhiệm về mình, và chúng ta thay đổi về bản thân mình, và chúng ta cần phải thay đổi về cách thức mà chúng ta giao tiếp và chúng ta nói chuyện với bản thân của mình. Đó là chúng ta thay đổi về cái ngôn từ khi mà chúng ta giao tiếp với nhau thôi, thì chúng ta thay đổi về cái cuộc sống của chúng ta, đúng không ạ? Thì bằng cách đó là gì? Mình phải cần cài đặt lại cái tiềm thức của chúng ta, thay đổi về cái ngôn từ mà chúng ta nói chuyện trong tiềm thức của mình đó. Thì lúc đó chúng ta sẽ thay đổi cái cuộc sống của chúng ta, đúng không ạ? Và đó là mỗi lần mà khi mà mình bị mất một người nào đó, thì mình sẽ không có đi kêu, mình không có đi chửi người ta, không đi kiện người ta, bởi vì cái đó nó không giúp chúng ta giải quyết được vấn đề. Bởi vì nếu mà có lấy được người quay trở lại đó, thì chúng ta lấy được cái thân xác của họ chứ không lấy được cái tâm hồn của họ. Mà không lấy được cái tâm hồn và tâm trí của họ thì cũng như không, mà vấn đề nó ngày càng nặng thêm. Và cái mà chúng ta có thể duy nhất đó là thay đổi về cái cách mà chúng ta giao tiếp với bản thân mình, chúng ta thay đổi cái cách mà chúng ta nhìn nhận với cái cuộc sống của mình, và thay đổi ngôn từ của chúng ta, và mọi thứ trong cuộc đời của chúng ta nó sẽ bắt đầu thay đổi. Ok các bạn? Thì đó là chúng ta thay đổi cái ngôn từ của chúng ta. Ok. Rồi còn từ gì nữa các bạn? Đó là một vài cái gợi ý. Nhờ có những con người này giúp cho mình tôi luyện năng lực lãnh đạo, hãy tôi luyện mình giỏi lên để giữ được người giúp mình tôi luyện tốt hơn và để xây dựng đội ngũ giỏi hơn, chịu trách nhiệm về bản thân mình ra hay quá rồi. Đúng rồi, anh quay máy lại nói rõ, to rõ hơn, nghe quá sướng. Ok rồi, còn gì nữa các bạn? Còn từ gì nữa chúng ta comment đấy các bạn, comment. Tôi muốn chúng ta hãy cùng tương tác và chúng ta comment thật nhiều ý tưởng vào. Càng nhiều ý tưởng bao nhiêu thì càng tốt bao nhiêu. Chúng ta khi mà chúng ta học này, để NLP, để chúng ta thay đổi về tiềm thức của chúng ta, chúng ta phát triển về con người mình đó, là chúng ta không có đúng mà sai, là chúng ta hãy comment, chúng ta nghĩ cái gì thì chúng ta viết cái đó, chúng ta nghĩ cái gì chúng ta viết cái đó. Liên tục chúng ta rơi xuống. Ok các bạn? Thì tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là để thay đổi về cái con người mình đó, thì ngày xưa khi mà tôi học Anthony Robbins xong, thì trước đó đó, tôi có một cái như thế này. Đó là mình làm một cái gì thì mình vẫn có một cái nỗi sợ ở bên trong con người mình. Và lúc đó mình muốn làm một cái công việc đó là đào tạo, bởi vì tôi thấy rằng là mình vào thành phố Hồ Chí Minh, mình không có kiến thức, không có kỹ năng, không có kinh nghiệm, không có mối quan hệ, không có tiền bạc, nhưng mình vẫn có thể thành công được. Thì tôi nghĩ rằng là nếu mà tôi thành công được thì tất cả những người khác đều có thể thành công được. Bởi vì mình nhìn vào cái lịch sử của mình thì trước đó nó không có gì gọi là tốt đẹp, không có gì gọi là thông minh, mà mình vẫn có thể thành công được. Trong lúc đó những người em của mình, những người bạn của mình thì họ giỏi hơn mình rất nhiều, họ thông minh hơn mình rất nhiều, họ tốt hơn mình rất nhiều. Nhưng tại sao người ta không thành công được? Đó là cái mà tôi thấy. Thì lúc đó tôi mới nhận ra một điều, đó là người ta thiếu cái động lực. Và tôi muốn đó là chia sẻ và truyền động lực đến cho mọi người. Nhưng khi mà bắt đầu tôi muốn chia sẻ với những người thầy của mình ở trường đấy, thế đó nói là tôi muốn làm nghề đào tạo, tôi muốn trở thành một diễn giả, tôi muốn trở thành một người huấn luyện viên. Và tôi chia sẻ cái giấc mơ đó thì những người thầy của tôi nói này: mày khùng vừa thôi, bây giờ mày phải nhìn lại, đó là kiến thức mày có không? Kinh nghiệm mày có không? Bằng cấp mày có không? Mọi thứ cái không có, thương hiệu không có, mọi cái không có thì làm sao mà làm được? Nhưng lúc đó tôi nhớ bài học của Anthony Robbins, đó là gì? Mình có mục tiêu thì mình phải theo đuổi nó, mình phải làm với nó, đừng có quan tâm bất kỳ một cái gì cả. Bởi vì kinh nghiệm chúng ta phải làm, chúng ta mới có kinh nghiệm được. Kiến thức chúng ta phải làm, chúng ta mới có kiến thức được. Kiến thức chúng ta không có thì chúng ta phải học, học thì chúng ta mới có kiến thức. Chúng ta không có kinh nghiệm, chúng ta làm, chúng ta mới có kinh nghiệm được. Đúng không? Thương hiệu thì chúng ta phải quảng cáo thì chúng ta mới có thương hiệu được. Đúng chưa? Đó là chúng ta phải bắt tay hành động, chúng ta phải bắt tay vào làm. Và ngay lần đầu tiên không có bất kỳ một người nào làm lần đầu tiên mà chúng ta có thành công ngay, mà chúng ta phải thất bại vài lần. Sau đó chúng ta mới có những bài học, chúng ta có những trải nghiệm. Và quan trọng, và chúng ta chỉ học được những bài học đó là sau khi chúng ta làm và chúng ta gặp những cái thất bại, và chúng ta rút ra những bài học thì chúng ta mới làm lần tiếp, chúng ta mới tốt được. Bởi vì chúng ta không thể nào chúng ta đợi chờ đến khi mà chúng ta hoàn hảo rồi chúng ta mới bắt đầu làm,
Bởi vì cái sự hoàn hảo là đó là điều nó không bao giờ có với cuộc đời của chúng ta. Đúng không ạ? Giống như điện thoại của iPhone, đến bây giờ người ta vẫn phải cải tiến, người ta vẫn phải cập nhật, người ta phải làm liên tục. Nếu như iPhone nói rằng đợi đến khi nào mà điện thoại của tôi hoàn hảo thì tôi mới sản xuất ra, thì không bao giờ có chuyện chúng ta cầm cái điện thoại iPhone được trên tay, đúng không ạ? Nhưng vì đó là gì, họ vẫn sản xuất ngay kể cả khi nó chưa gọi là hoàn hảo. Đúng không? Chỉ cần sai được thôi, làm được thôi, bắt đầu họ làm ra đó, bắt đầu khách hàng phản hồi, mọi người nói, bắt đầu họ cải tiến dần, và bắt đầu theo thời gian nó ngày càng tốt lên. Và khi mà tôi nhớ lại những bài học đó, tôi đã làm một điều đó là gì? Tôi bắt đầu ra, tôi làm một cái lớp học đầu tiên đã. Tôi phải chia sẻ, tôi phải truyền động lực cho tất cả mọi người. Và tôi bắt đầu làm một cái lớp học đầu tiên. Và tôi đứng ra chia sẻ. Và tôi không quan tâm đó là mình có bằng cấp hay không. Tôi không quan tâm đó là mình có kinh nghiệm hay không. Tôi không quan tâm đó là mình có bằng cấp hay không. Và tôi chia sẻ và tôi nghĩ rằng là nếu mà cái gì bằng từ trái tim thì nó sẽ chạm đến trái tim. Và mình cứ làm hết tất cả năng lực của mình. Và mỗi lần như thế mình thay đổi. Và các bạn biết, tôi bắt đầu tôi làm về marketing. Tôi học về marketing và bắt đầu tôi marketing về bản thân mình. Đúng rồi, tôi chia sẻ giá trị và bắt đầu tôi tạo ra giá trị. Và tôi mở được cái lớp đầu tiên, đó là về kỹ năng thuyết trình. Và bắt đầu tôi làm đi nghề đào tạo về từ đó. Và sau này bắt đầu tôi cứ phát triển dần lên. Và các bạn biết là cái lớp đầu tiên mà tôi làm ấy, tôi có 60 người đến tham dự. Và 60 người tham dự mà sau khi tôi nói xong cái buổi sáng xong ấy, thì 40 người người ta bỏ về, chỉ còn 20 người thôi. Và 20 người bỏ, còn 20 người đó, thì những người mà làm cùng với tôi, họ tin tưởng tôi, bắt đầu họ nói với tôi thế này này: anh ơi, bình thường ở ngoài anh nói chuyện 1-1 sau anh nói chuyện hay như thế mà bây giờ người ta bỏ về hết rồi. Anh phải có cách gì chứ, sao anh hôm nay anh nói dở như thế? Đó là cái họ nói với tôi. Và các bạn biết là lúc đó trong đầu của tôi nghĩ gì không? Từ ra lúc đó cảm thấy muối mặt lắm, cảm thấy rất khó chịu lắm. Nhưng lúc này tôi nói với bản thân mình như thế này, này: còn 20 người là tốt lắm rồi. Bởi vì mục tiêu của tôi là 100 người còn lại, một thằng ở lại nghe mà. Mà bây giờ 60 người mà còn 20 người ở lại nghe, đó là điều quá tuyệt vời rồi. Và bây giờ mình phải thay đổi về cách thức để làm cho 20 con người ở lại đây, họ cảm thấy trân trọng, họ cảm thấy là cái việc mà họ ở lại đó là một điều cực kỳ tuyệt vời cho họ. Và các bạn biết là trong buổi chiều đó tôi thay đổi lại với bài giảng, tôi thay đổi về cách làm của mình. Bởi vì buổi sáng tôi nói rất nhiều về lý thuyết và tôi nói một trang từ đầu đến cuối mà không có một cái hoạt động nào cả. Và đó là điều làm cho người ta cảm thấy buồn ngủ, cảm thấy chán. Vì lúc đầu tôi nghĩ rằng là mình có kiến thức đó, mình cần phải chia sẻ cho họ, mình cần phải trao cho họ thì họ mới có thể tiếp nhận được. Đúng không? Nhưng thực tế tôi đã nhầm, tôi đã sai ở điều đó. Có là người ta học được nhiều nhất đó là khi người ta phải có hành động, người ta phải có một cái hoạt động, người ta phải có một cái sự tương tác thì người ta cảm thấy thoải mái, người ta cảm thấy sảng khoái, người ta mới học tốt được. Và lúc đó tôi thay đổi lại, bắt đầu những cái bài học của tôi phải nghĩ ra những cái game. Và trong buổi chiều hôm đó tôi nghĩ ra những cái game và cho người ta chơi và người ta học được rất nhiều. Và sau đó buổi tối tôi có một cái bài giảng rất là hay và người ta khóc rất là nhiều, người ta thay đổi rất nhiều. Và sau đó thì rất nhiều người bắt đầu gửi lời cái cảm ơn của mình, rồi bắt đầu tôi mới thay đổi và bắt đầu những cái khóa sau tôi làm tốt hơn. Và sau này đến là đúng đến năm 2011 đó, thì mình đã làm những cái hội thảo, có là một ngày tôi làm một cái hội thảo là 300 người liên tục, ngày nào tôi có một cái chương trình như vậy, cái số lượng người ta đến rất là đông, rất là nhiều. Thì bằng việc đó là vậy thì mọi cái đó tôi cũng đã phải từng thất bại rất là nhiều, nhưng quan trọng là mỗi lần đó mình lại có một cái bài học. Đúng rồi, mỗi lần đó mình lại có một cái bài học. Và muốn có thương hiệu thì đơn giản, chúng ta phải marketing, chúng ta bán, chúng ta phải quảng cáo nhiều thì chúng ta có hình ảnh, chúng ta có thương hiệu thôi. Đó là chúng ta không có marketing, chúng ta không quảng cáo thì làm sao chúng ta có thương hiệu được. Vậy thì có phải là ở đây đó là tôi đang thay đổi về cái ngôn từ, thay đổi về cái cách thức mà mình giao tiếp với bản thân mình, thì mọi thứ trong cái cuộc sống này chúng ta thay đổi, đúng không ạ? Ok, thì tôi muốn đó là chúng ta hãy comment thêm một vài từ nữa đấy các bạn. Ví dụ như đầu năm khi mà tôi bắt đầu về kinh doanh của Nu Skin, khi mà tôi bắt đầu kinh doanh của Nu Skin á, hay là về 4 năm trước khi mà tôi bắt đầu, 5 năm trước tôi làm về online quảng cáo ở Facebook ở Việt Nam đó, thì các bạn biết là thời điểm đó là người ta bán hàng Trung Quốc rất là nhiều, bán hàng trend rất là nhiều. Và ở trên mạng người ta bán giá 500 ngàn là cao nhất, và người ta cũng đưa ra một cái gọi là gì, cái mô thức luôn đấy, đó là phải bán giá dưới 500 ngàn thì mới bán online được.
Và lúc đó tôi vẫn bán những sản phẩm 2 triệu, 3 triệu đồng, 5 triệu đồng cho một sản phẩm. Và người ta nói rằng là giá đó làm sao mà bán được. Thì tôi nói rằng là bây giờ người ta bán hàng giả, hàng kém, đó là việc của họ. Và khi người ta bán hàng Trung Quốc nhiều, người ta bán hàng kém chất lượng nhiều, mà bây giờ mình là cái thằng mà bán hàng chất lượng cao, mình bán hàng hàng tốt, thì khi mà người ta mua của mình á, có thể ban đầu mình thuyết phục nó hơi lâu một chút, nhưng một khi người ta đã mua mình rồi, người ta sẽ mua mình lần hai, người ta mua mình lần ba, và người ta tin tưởng, người ta chỉ có mua mình thôi. Và trên mạng mình là cái thằng mà bán hàng chất lượng cao, và lúc này người ta tin mình và người ta sẽ mua mình, và lúc này doanh số của mình đột phá. Và vì cái suy nghĩ như vậy, và tôi cứ tập trung và tôi bán những sản phẩm về chất lượng cao, và các bạn biết tôi đã thành công với việc mà mình bán sản phẩm chất lượng cao. Rồi sau này khi mà bắt đầu tôi quyết định vào tôi công việc về kinh doanh của Nuskin, thì những ngày đầu tiên khi mà tôi làm ấy, thì người ta là cái thời điểm đó là Nuskin nó đang đi xuống, mọi người đang bỏ đi rất là nhiều rồi, người ta nhảy vô, người ta đầu tư coi, người ta không còn làm về Nuskin nữa, người ta làm những công việc khác, hàng thì giá bị giảm xuống, đúng không? Người ta phá giá rồi, người ta đẩy hàng, người ta tùm lum thứ hết, người ta bỏ đi nham nhản luôn, không còn ai. Và tôi đến công ty là vắng như một cái chùa Bà Ranh với các bạn. Và các bạn biết lúc này tôi làm gì không? Và tôi nói với những người bạn của mình đó là gì? Làm Nuskin. Thì bạn tôi nói là bây giờ mày không có việc gì làm nữa hay sao? Mày thiếu việc làm hay sao mà mày đi làm Nuskin? Người ta bỏ hết rồi mày không thấy à? Thì lúc này các bạn biết là trong đầu tôi suy nghĩ gì không? Theo bạn là tôi suy nghĩ gì? Tôi muốn tất cả chúng ta hãy comment và chúng ta tương tác với nhau ạ. Chúng ta hãy comment để chúng ta cùng tương tác với nhau. Tôi muốn tất cả chúng ta cùng comment và tương tác với nhau đi các bạn. Tôi muốn tất cả chúng ta comment và tương tác với nhau đi các bạn. Theo các bạn là lúc đó tôi đã nghĩ gì? Theo các bạn là tôi lúc đó tôi đang nghĩ gì? Đây chính là cơ hội. Theo các bạn là tôi đang nghĩ gì? Mình sẽ làm Nuskin phát triển trở lại. Người ta không làm thì mình làm. Bỏ đi hết thì đây là cơ hội của mình. Đây là cơ hội của tôi. Là cơ hội cho mình. Là gì các bạn? Bỏ hết, đỡ có đối thủ. Không ai làm thì tôi làm. Đây chính là cơ hội chuẩn khóa. Đây là cơ hội cho sự bắt đầu. Chính là cơ hội của bản thân. Rồi. Lúc đó thực tế là tôi nghĩ như thế này các bạn. Khi mà người ta bỏ đi hết rồi thì tôi rất là biết ơn họ, bởi vì họ đã tạo ra một cái thị trường kinh doanh của Nuskin. Đó là gì? Người ta đã làm tiền thị trường cho mọi người biết về Nuskin là một cái công ty có sản phẩm về chất lượng. Người ta đã truyền đến cho mọi người rằng là công ty của Nuskin là bán cho phân khúc của người giàu, đúng không? Đó là cái mà tôi đã suy nghĩ. Vậy thì bây giờ nếu mà mình bắt đầu kinh doanh Nuskin thì những cái số khách hàng mà người ta, những cái người người ta đã làm trước đây và người ta đã bỏ cuộc đó, thì người ta đang để cả hàng trăm, hàng ngàn khách hàng ở trên toàn đất nước Việt Nam này mà chưa được ai chăm sóc. Và bây giờ mình vào kinh doanh và mình chăm sóc cho những khách hàng này, thì có phải là mình sẽ có một loạt khách hàng người ta đã tin tưởng sản phẩm, mình đã có testimonial, người mình đã có những cái review, có những cái chia sẻ, có những cái cảm nhận rất tốt của khách hàng dành cho mình. Vậy thì nếu mà mình vào làm đây thì chắc chắn là mình thành công lớn rồi. Đó là lúc đó là cái mà tôi suy nghĩ như thế. Và lúc đó bắt tay vào tôi làm. Thì khi mà tôi bắt đầu thì tôi làm đó, thì có một vài người họ nói với tôi thế này này: làm Nuskin khó lắm. Bởi vì sao? Là đối với những công ty khác, người ta yêu cầu doanh số để có thu nhập tốt ấy, là 3 triệu đồng đã rất khó rồi, mà Nuskin nó lên đến 100 triệu lận. Lúc đó các bạn biết tôi nghĩ gì không? Đấy, các bạn biết tôi nghĩ gì không? Tôi muốn tất cả chúng ta cùng comment. Lúc đó tôi nghĩ như thế này này: nếu kinh doanh mà doanh số một tháng chỉ có 3 triệu thì đó không phải là nơi để tôi làm. Mà nếu mà kinh doanh chỉ có 3 triệu một tháng thì làm cái gì? Đúng không? Tôi thấy là một tháng 100 triệu nó là ít rồi. Kinh doanh gì mà doanh số chỉ có 100 triệu thì làm cái gì? Đúng không? Và tôi thích
cái công ty nào người ta đưa ra cái tiêu chuẩn nó cao như vậy thì chúng ta mới thu hút được toàn những người cao, những người cái chất lượng cao, những người giỏi, người ta đến cùng với mình để chinh phục những cái thử thách, chinh phục những cái khó khăn. Và tất nhiên là cái doanh số cao thì lợi nhuận của chúng ta cao, cái hoa hồng của chúng ta cao thì thu nhập của chúng ta cao. Quan trọng nhất đó là sản phẩm chất lượng. Và Nu Skin đã có một sản phẩm chất lượng rồi, đúng không? Và người ta yêu cầu cao, đòi hỏi cao, tiêu chuẩn cao, thì lúc này chúng ta sẽ càng có nhiều người vào đây. Và những con người vào làm đây là những con người chất lượng. Và tôi sẽ có cơ hội được làm việc với những người rất xuất sắc, rất giỏi ở đây. Vậy thì đó là một điều rất tuyệt vời, đúng không? Và tôi thích cái điều này. Và tôi thích đó là tôi vì là cái doanh số đó là 1 tháng 100 triệu trở lên. Vậy thì nếu mà tôi có được 300 con người như vậy thì tôi đã có một dạng doanh số, một dạng đó là 30 tỷ như vậy rồi, đúng không? Thì tất nhiên hồng của chúng ta nó sẽ tốt hơn rất nhiều, đúng không? Thì đó là vì cái cách mà chúng ta thay đổi về cái cách mà chúng ta suy nghĩ, thay đổi về cái cách mà chúng ta nói chuyện với tiềm thức của chúng ta, nói chuyện với con người mình, thì mọi cái kết quả chúng ta nó sẽ thay đổi, đúng không ạ? Ok chưa? Vậy thì chỉ cần chúng ta thay đổi về cái ngôn từ mà chúng ta giao tiếp với mình, thay đổi về cái ngôn từ mà chúng ta nói chuyện với bản thân mình thôi, thì cuộc sống chúng ta nó sẽ khác. Ok. Rồi. Còn những ngôn từ gì nữa các bạn? Còn ngôn từ gì nữa? Hay là tôi lấy một ví dụ như thế này. Khi một vài người trong đội của mình đó, đó là họ chuyển qua họ làm coi, rồi chuyển qua làm cái này làm cái kia, thì mọi người nói trời ơi người ta bỏ đi hết rồi. Tôi nói trời ơi, lúc này chúng ta làm gì đấy các bạn? Chúng ta nói gì đấy? Nó cũng giống như việc mà mình bị người khác lấy người thôi, đúng không? Đúng không? Có phải đó là một cái để giúp chúng ta lọc được cái đối tượng của chúng ta không? Chúng ta cần tìm những con người lãnh đạo, chúng ta cần những con người team lead Platinum 4 Star trong cái đội nhóm của chúng ta đó. Và mỗi một con người team lead Platinum 4 Star này là người ta cần có một tầm nhìn, đúng không? Và chúng ta nhìn vào những con người đó, chúng ta cần tìm kiếm những con người đó để đồng hành cùng với chúng ta, để kinh doanh cùng với chúng ta, đúng không? Và con người chúng ta cần có những trải nghiệm. Có thể người ta bây giờ người ta lựa chọn đó, nhưng mai mốt khi mà người ta SML rồi thì lúc này là người ta đã bắt đầu đã có trải nghiệm bên kia rồi. Thì sau đó nếu người ta quay lại với chúng ta thì quay lại sự bền vững hơn, đúng không ạ? Đúng không? Nên là đó cũng là chuyện bình thường thôi mà. Và lúc này chúng ta ở lại, chúng ta cần phải nói chuyện với tiềm thức của mình theo một cái hướng đó là tích cực. Thì lúc đó cái góc nhìn của chúng ta nó sẽ khác hơn. Và lúc này chúng ta cần phải gia tăng năng lực lãnh đạo của mình, chúng ta gia tăng kỹ năng về bán hàng của mình. Nếu người ta làm coi một tháng chỉ có 200 triệu chẳng hạn, thì bây giờ mình phải làm sao để cái thu nhập của mình có lên 1 tỷ rưỡi đến 2 tỷ một tháng. Mà quan trọng là thu nhập của chúng ta nó đều đặn một cách an toàn và bền vững. Và năm nay chúng ta làm được 2 tỷ một tháng, thì năm sau chúng ta phải tăng lên đó là 3 tỷ một tháng. Và thu nhập của chúng ta phải liên tục tăng lên, đúng không ạ? Bây giờ tôi có người em họ cũng làm về coi chẳng hạn đó, hoặc là tôi hỏi là bây giờ một tháng thì bây giờ của em được nhiêu, tổng hiện tại làm được nhiêu, nó là 1 tỷ. Mình nói ô 1 tỷ thì vẫn chưa bằng cái thu nhập của mình mà, của một tháng ấy, đúng không ạ? Thì có phải là chúng ta chỉ cần thay đổi về cái đó và chúng ta nói với họ như thế thôi thì bắt đầu họ phải suy nghĩ lại, đúng không? Và có phải lúc đó chúng ta thấy lựa chọn của chúng ta nó ngày càng đúng, đúng không ạ? Các hình chúng ta chưa? Thì đó là gì? Chúng ta không thể thay đổi được người khác, nhưng chúng ta cần phải thay đổi về chính mình. Chúng ta không thể thay đổi được người khác, nhưng chúng ta cần phải thay đổi chính mình. Thay đổi cái cách mà chúng ta giao tiếp trong tiềm thức của chúng ta đó, thì chúng ta sẽ thay đổi cái cuộc đời của chúng ta. Ok không ạ? Rồi, chúng ta còn những ngôn từ gì nữa tôi muốn, đó là chúng ta hãy viết xuống các bạn. Hãy viết xuống. Rồi, ví dụ như trong trường hợp là người ta mượn tiền mình và người ta không trả cho mình thì làm sao ạ? Đúng không? Thì bắt đầu rất dễ đó là chúng ta hằn học, chúng ta cảm thấy khó chịu và chúng ta chửi, rồi chúng ta nói. Thì ngày xưa là tôi cũng có những người ta nợ tiền mình như thế. Thì tôi nói, thôi ok, coi như cho nó đi, coi như tặng nó đi, mình quên cái quá khứ nó đi, để mình tập trung vào mục tiêu của mình. Bởi mình càng đòi, mình càng nói chuyện ấy, thì nó làm cho mình càng tổn thương, mình càng khó chịu. Và đôi lúc là mình có những hành động nó không đúng đắn á, thì tốt nhất coi như bố thí, coi như tặng cho người ta luôn đi. Người ta trả thì trả, không trả thì thôi. Còn việc của mình đó là tập trung vào mục tiêu,
và nó cho mình những bài học nó tốt hơn. Mình thay đổi góc nhìn của mình, thay đổi cái cách làm việc về tài chính của mình sau này với những con người khác. Đúng không? Thì các bạn, mọi việc trong cuộc sống này, khi chúng ta thay đổi ngôn từ mà chúng ta giao tiếp với mình đó, thì chúng ta sẽ có một cái góc nhìn khác. Đúng nhờ? Và một cái góc nhìn nó tích cực hơn, thì chúng ta tìm ra nhiều giải pháp, chúng ta tìm ra nhiều phương án và giúp chúng ta thành công hơn. Ok không ạ? 20 tháng 1 mình chúc họ ngày nhà giáo vì dạy mình những bài học giá trị cao. Đúng rồi, chính xác rồi Phi. Chính xác rồi đấy. Đúng chưa? Rồi, thế nên là mọi việc nó đến trong cuộc sống của chúng ta đều mang lại một ý nghĩa với cuộc đời của chúng ta. Cái quan trọng đó là chúng ta nhìn theo góc tích cực hay là tiêu cực. Nếu chúng ta nhìn ra góc độ tích cực thì chúng ta luôn có những bài học và cho chúng ta những cái thành công trong tương lai. Nhưng nếu chúng ta nhìn ở góc độ tiêu cực thì nó luôn cho chúng ta vấn đề và ngày càng nhiều vấn đề hơn. Và tất nhiên kết quả đó chúng ta thất bại, chán nản, bế tắc, tuyệt vọng và một loạt cái tiêu cực với cuộc đời của chúng ta nó sẽ ngày càng đến. Ok chưa? Đó là cái đầu tiên nha các bạn. Thì trong buổi tối hôm nay tôi muốn, trước khi mà chúng ta vào học cái của ngày mai đó, thì tôi muốn đó là chúng ta hãy viết ra một người ít nhất đó là 10 cái ngôn từ tiêu cực và chúng ta đổi sang đó là 10 cái ngôn từ tích cực. Đó là chúng ta cần phải viết. Và sau đó chúng ta làm một cái bước này. Đó là chúng ta luyện tập cái bài này. Luyện tập đó là chúng ta dùng ngôn từ đó ở trong văn phòng của chúng ta luôn. Chúng ta dùng cái ngôn từ đó trong văn phòng của chúng ta luôn. Ví dụ như mọi người đang nói là ồ một số đắt quá, thì chúng ta nói là bây giờ tôi cần tìm giải pháp đó là làm sao để có số rẻ. Bởi vì khi mà chúng ta than phiền về những cái điều tiêu cực đấy, thì chúng ta lan truyền những cái tiêu cực ở trong cái đội nhóm của chúng ta. Nhưng chúng ta luôn đổi sang những cái ngôn từ tích cực thì cái cách mà chúng ta nói chuyện và giao tiếp với nhau nó sẽ khác biệt hoàn toàn luôn các bạn. Ok chưa? Nên tôi muốn đó là tất cả chúng ta hãy viết xuống 10 cái ngôn từ mà chúng ta sẽ giao tiếp với chính mình, hay là 10 ngôn từ mà chúng ta giao tiếp với những người khác. Và nếu khi mà chúng ta bắt đầu nói những ngôn từ gì mà chúng ta cảm thấy hơi trùng năng lượng xuống cái, thì chúng ta đưa tay ra, chúng ta đập một cái và chúng ta bảo cấm mồm. Và bắt đầu chúng ta nghĩ ra một cái ngôn từ để thay cho cái ngôn từ đó để chúng ta giao tiếp một cách nào khác hơn. Ok các bạn? À, hãy viết xuống 10 từ. Hãy viết xuống 10 từ nhé các bạn. Và buổi tối hôm nay chúng ta cần luyện tập. Rồi, bước kế tiếp. Bước kế tiếp nha các bạn. Để chúng ta cài đặt vào trong tiềm thức của chúng ta. Bởi vì ở đây ta sẽ mở lại. Đầu tiên là chúng ta dùng cái này nói chuyện với tiềm thức của mình, dùng nhận thức để đưa ra quyết định. Đó là gì? Bây giờ khi mà chúng ta ngồi để chúng ta viết ra 10 cái ngôn từ tiêu cực sang tích cực, đó là chúng ta nên dùng nhận thức này để chúng ta phân tích này. Đúng không? Cái nhận thức nó giống như là một tấm lưới lọc đấy, giúp chúng ta lọc ra những cái điều tích cực, lọc ra những con người mà chúng ta gặp. Đúng không? Nhận thức đó là giúp chúng ta đưa ra những cái quyết định. Và cuộc đời chúng ta sẽ bắt đầu thay đổi khi chúng ta bắt đầu đưa ra cái quyết định. Bởi vì sao chúng ta dùng nhận thức, chúng ta quyết định và chúng ta cài đặt nó vào trong tiềm thức? Thì theo phương thức của thầy Alan đó là gì? Đó là buổi sáng chúng ta nói một lần, buổi tối trước khi đi ngủ chúng ta nói một lần, và một ngày như vậy cứ 2 tiếng chúng ta nói về mục tiêu chúng ta một lần. Và cái 2 tiếng chúng ta lặp đi lặp lại. Ví dụ ngày xưa tôi áp dụng cái phương pháp này để giúp cho tôi một ngày tôi bán được 4.000 cái quần xịt. Bằng cái nào? Là tôi huấn luyện cho đội ngũ của mình làm một câu thần chú thôi. Đó là 5 cái nữa thôi. Và gặp nhau cái là ở 5 cái nữa thôi. Ví dụ như bạn rủ tôi: anh Linh ơi, em bán xong rồi anh em mình về đi. Thì tôi sẽ nói là thôi bán 5 cái nữa thôi. Sau đó tôi bán xong tôi rủ là em ơi về thôi, bây giờ đến giờ rồi. Thì cái bạn kia lại nói với tôi là cho em bán thêm 5 cái nữa thôi. Các bạn biết là chúng tôi vì một cái thông điệp đó là bán 5 cái nữa thôi. Và một ngày chúng tôi đã bán được cái doanh số đó là 4.000 cái quần xịt. 4.000 cái quần xịt các bạn. Bằng việc đó là 5 cái nữa thôi. Ok không ạ? Bây giờ khi mà chúng ta bán, viết quảng cáo thế, có vẻ là ngày xưa chúng ta học tốt ấy, đó là vì chúng ta nói là việc làm thêm một bài nữa thôi. Sau đó làm xong chúng ta làm thêm một bài nữa thôi. Và chúng ta làm đến sáng. Và chúng ta cảm thấy rất là nhẹ nhàng và thoải mái. Ok các bạn? Nên là chúng ta cần phải dùng cái ngôn từ đó.
Và lúc đó tôi nói với bản thân mình này, tôi là một học sinh xuất chúng. Tôi là một học sinh xuất chúng. Và tôi đã dùng cái ngôn từ tôi là người xuất chúng này xuyên suốt phần đời còn lại của mình khi mà tôi biết được về phương pháp NLP. Ví dụ như ngày xưa tôi nói là tôi là một diễn giả xuất chúng. Tôi là một diễn giả xuất chúng. Tôi là một nhà lãnh đạo xuất chúng. Đó. Tôi là một người bán hàng xuất chúng. Ví dụ tùy thuộc vào thời điểm mà chúng ta đang luyện kỹ năng gì thì chúng ta nói về cái câu từ đó. Ví dụ như bây giờ chúng ta đang luyện viết quảng cáo thì hai ngôn từ mà chúng ta nói, tôi là người viết quảng cáo xuất chúng, tôi là người viết quảng cáo xuất chúng, tôi là người viết quảng cáo xuất chúng, cứ hai tiếng chúng ta lặp đi lặp lại một lần. Cái thứ hai đó là chúng ta cần phải nói với bản thân mình này. Thứ nhất đó là tôi là người viết quảng cáo xuất chúng nhé. Cái thứ hai đó là chúng ta cần phải nói với bản thân mình đó. Quên. Đó là thêm một bài nữa thôi. Ví dụ mình đang viết bài quảng cáo đó, thì câu đầu tiên đó là tôi là người viết quảng cáo xuất chúng. Câu thứ hai đó là gì? Viết thêm một bài nữa thôi. Viết thêm một bài nữa thôi. Viết thêm một bài nữa thôi. Viết xong một bài rồi đúng không ạ? Là chúng ta thường có xu hướng là chúng ta định dừng lại đúng không? Cho nên là tôi viết thêm một bài nữa thôi. 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 Thì cả ngày đó chúng ta viết được rất nhiều bài quảng cáo hay. Ok không ạ? Còn nếu chúng ta đang là một người gọi là bán hàng thì chúng ta gọi một điện một cuộc xong thì chúng ta luôn nhớ tôi là người viết quảng cáo xuất chúng. Tôi là người viết quảng cáo xuất chúng. Tôi là người viết quảng cáo xuất chúng. Câu thứ hai đó chúng ta cần nói là gọi thêm một cuộc nữa thôi. 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 Và các bạn biết đó là cái cách mà tôi huấn luyện đội ngũ của mình. Ví dụ như buổi sáng mà 5 giờ sáng á, mà các bạn thấy tôi tin đoạn live mà các bạn đang phải squat á. Ví dụ như tháng này người nào mà không làm được 4.000 điểm đấy thì nguyên cả một tháng trời phía sau, đó là mỗi ngày như vậy là có 1.000 cái squat. Tức là mỗi ngày là phải làm 1.000 squat, là buổi sáng là họ phải đến đây vào lúc 4 giờ sáng tại căn phòng này luôn. 4 giờ sáng họ phải đứng ngồi squat và tôi sẽ đếm và cứ đếm 1.000 cái squat. Và mỗi lần họ squat một lần đấy thì họ sẽ nói về cái mục tiêu của mình. Ví dụ ngày lãi 10 triệu, cứ một squat cái là lãi 10 triệu. Lãi 10 triệu, tức là cứ squat một cái là lãi 10 triệu, lãi 10 triệu, lãi 10 triệu, lãi 10 triệu, lãi 10 triệu. Và lặp đi lặp lại. Và các bạn biết là doanh số họ đột phá, họ bán được rất nhiều luôn. Và khi nào mà đạt được 8.000 điểm, có là 4.000 điểm tháng trước và 4.000 điểm tháng này thì lúc đó họ mới được thoát ra khoảng 1.000 squat đó. Thì bắt đầu họ lại bình thường. Nên là các bạn thấy mà bạn đi ra ngoài mà thấy bạn nào mà mông to đó thì đó đích thực là học viên của tôi vào lúc 5 giờ sáng đấy. Bởi vì một ngày là 1.000 squat. Và đó là cái cách mà tôi giúp họ làm về NLP trong tiềm thức của mình mỗi buổi sáng sớm. Và các bạn biết ngày nào họ cũng có lãi. Lãi liên tục. Bởi vì đó là cách mà chúng ta cài đặt vào tiềm thức của mình. Liên tục rất mãnh liệt các bạn. Ok chưa? Thì còn nếu mà khi mà chúng ta bắt đầu đã có đội ngũ rất đông rồi, chúng ta marketing tốt rồi, chúng ta bán hàng tốt rồi, thì cái mà chúng ta cần cài đặt vào tiềm thức của chúng ta là gì? Tôi là một người viết quảng cáo, tôi là một nhà lãnh đạo xuất chúng. Tôi là nhà lãnh đạo xuất chúng. Tôi là nhà lãnh đạo xuất chúng. Tôi là nhà lãnh đạo xuất chúng. Tuyển thêm một người nữa thôi. 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 Và bắt đầu chúng ta nói liên tục như vậy thôi là chúng ta bắt đầu thu hút được những nhà lãnh đạo xuất sắc đến với đội nhóm của chúng ta. Ok không ạ? Đấy, có một vài bạn ở trong group này là đó là em đã được trải nghiệm 1.000 squat. Đó là những cái bạn mà học lớp 5 giờ sáng à, nên muốn mông to thì phải đến lớp 5 giờ sáng mà thôi. Để 4 giờ sáng chúng ta bắt đầu squat. Và một ngày 1.000 cái squat như vậy, các bạn biết là nó rất là kinh khủng. Chân là muốn lê lết luôn. Nhưng khi mà liên tục đọc mục tiêu, cài đặt vào tiềm thức của mình đó, thì các bạn đạt mục tiêu nó rất dễ dàng. Và cái quan trọng đó là doanh số họ có, điểm rất cao và bán hàng lãi rất là nhiều. Thì đó là khi mà chúng ta cài đặt vào tiềm thức của chúng ta các bạn. Ok chưa? Thì đó là có hai câu. Câu đầu tiên đó là chúng ta nói là tôi là người ... xuất chúng. Ví dụ bán hàng hay là viết quảng cáo hay là nhà lãnh đạo. Và chúng ta nói rằng là thêm một cái câu thứ hai đó gì? Tôi tuyển thêm một người hoặc là tôi viết thêm một bài
hay là tuyển, hay là bán hàng thêm một đơn, bán thêm một đơn nữa thôi, bán thêm một đơn nữa thôi, bán thêm một đơn nữa thôi, thì chúng ta sẽ còn rất nhiều cái kết quả trong ngày hôm đó. Ok không ạ? Thì đó là cái ngôn từ mà chúng ta cần nói. Vậy thì tiềm thức của chúng ta nó sẽ bắt đầu nó tiếp nhận và nó thay đổi khi chúng ta dùng nhận thức bắt đầu thời điểm chúng ta ra quyết định. Thì đó là thời điểm cuộc đời chúng ta thay đổi. Bởi vì tôi trở thành Team Lead Platinum 4 Star một cách nhanh nhất ấy. Bởi vì đó là thời điểm mà tôi bắt đầu làm và tôi đưa ra một cái quyết định. Đó là mình phải trở thành Team Lead Platinum 4 Star. Khi mà tôi quyết định là mình phải trở thành Team Lead Platinum 4 Star, thì tôi bắt đầu làm việc một cách điên cuồng, làm việc một cách quyết liệt, tuyển dụng một cách mạnh mẽ, mình bán hàng một cách tốc độ, mình viết bài phải thật hay, và mọi cái tôi phải làm cho tốc độ, phải làm nó một cách nhanh nhất. Và liên tục tôi nói với tiềm thức của mình đó là gì? Tôi là một nhà lãnh đạo xuất chúng, tôi là một Team Lead Platinum 4 Star. Và mỗi buổi sáng khi mà tôi vừa tỉnh dậy, cái tôi nhìn vào gương và tôi nói với bản thân mình đó là gì? Tôi là một Team Lead Platinum 4 Star. Tôi là một Team Lead Platinum 4 Star. Và tôi là một nhà lãnh đạo xuất chúng. Và tôi liên tục tôi nói với bản thân mình điều đó. Và cái tiềm thức của mình để tôi cài đặt vào tiềm thức của mình. Bởi vì khi mà chúng ta cài đặt vào tiềm thức của mình đó, thì tiềm thức này nó sẽ làm một việc thôi. Thứ nhất, nó đồng ý và nó cho thêm. Đó là yes and more. Tức là nó đồng ý và cho thêm, đồng ý và cho thêm, đồng ý và cho thêm, đồng ý và cho thêm. Và các bạn biết, tôi trở thành người Team Lead Platinum 4 Star có một cái tốc độ nó nhanh nhất ở tại Việt Nam. Và mình cũng chiếm một cái tỷ trọng về doanh số nó cao nhất ở tại Việt Nam. Và đội nhóm của mình nó rất nhanh và nó rất mạnh ở tại thị trường Việt Nam. Và chưa có ai vượt được qua cái đội nhóm của mình. Bởi vì đó là tôi liên tục tôi cài đặt và tìm thức của mình, tôi nói với bản thân mình liên tục. Vậy thì có nhiều người hỏi tôi đó là cái sự khác biệt và cái cách thức mà làm thế nào để mình có được sự thành công như vậy. Thì đó là vì tôi cài đặt và tôi nói với tiềm thức của mình thường xuyên. Nó giống như việc mà ngày hôm nay đến đây bây giờ, khi mà tôi đứng đây, tôi ngồi đây mà tôi chia sẻ với chúng ta cũng thế. Đó, tôi liên tục tôi nói với tiềm thức của mình với một sự mãnh liệt, nó đầy cái yếu tố về cảm xúc trong này. Đó là tôi dùng cái nhận thức của mình để tôi ra cái quyết định cho cuộc đời của mình, cho con người mình. Bởi vì tôi quyết định cái cuộc đời của mình đó là phải thành công, mình phải trở nên mạnh mẽ, mình phải trở nên xuất chúng. Thì khi mình đưa ra cái quyết định đó, thì cách thức mà mình làm việc, cách thức mà mình hành động, nó sẽ thay đổi mọi thứ. Ok không ạ? Nên là chúng ta hãy bắt đầu đưa ra cái quyết định về cái cuộc đời, về cái cuộc sống mà chúng ta mong muốn có được trong cuộc đời này. Bởi vì khi chúng ta bắt đầu ra quyết định, đó là khi mà tiềm thức nó bắt đầu đón nhận và nó đồng ý và nó cho thêm. Và mỗi ngày, mỗi buổi sáng chúng ta nói, buổi tối chúng ta nói, và cứ 2 tiếng một lần, 2 tiếng một lần, 2 tiếng một lần, chúng ta nói điều đó liên tục thôi, thì cuộc đời chúng ta sẽ thay đổi rất là mạnh liệt nha các bạn. Ok chưa? Thế đó là cách mà chúng ta cài đặt vào tiềm thức của chúng ta. Rồi, đó là cái bước đầu tiên. Nên là cuộc đời chúng ta sẽ bắt đầu thay đổi khi chúng ta bắt đầu đưa ra cái quyết định với cuộc đời của mình. Nên là bây giờ chúng ta muốn bán hàng tốt, muốn có lãi được 10 triệu một ngày, thì chúng ta phải liên tục chúng ta nói với bản thân mình: tôi một nhà, một người bán hàng xuất chúng. Tôi là một người bán hàng xuất chúng và tôi phải có lãi 10 triệu đồng một ngày. Và tôi bán thêm một đơn nữa thôi. Cứ bán xong một đơn, chúng ta phải nói bán thêm một đơn nữa thôi. Bán thêm một đơn nữa thôi. Bán thêm một đơn nữa thôi. Thì đó là cái đầu tiên. Và bước thứ hai, sau khi mà chúng ta dùng ngôn từ xong, thì đó chính là, bước thứ hai đó chính là hình dung và tưởng tượng. Hình dung và tưởng tượng. Thế là ngày xưa khi mà tôi thi đậu đại học đó, thì khi mà tôi học, trước đó mình học dở là vì gì? Mình luôn hình dung đó là mình ngu. Nên là mình càng nỗ lực thì liên kết thần kinh của mình nó càng càng ngu thêm, thì càng học nó càng dở thêm. Nhưng sau này tôi thay đổi được cái hình dung tưởng tượng của mình đó là gì? Tôi hình dung đó là khi mình thi đậu đại học đó, thì báo chí truyền hình nó sẽ đến nhà mình, nó phỏng vấn mình là một người học rất xuất sắc, mình là một con nhà nghèo nhưng mình là học rất là giỏi. Và tôi có một sự tưởng tượng như vậy. Và khi mà tôi thi đại học rồi, tôi luôn hình dung tưởng tượng là tôi sẽ đậu rồi, tôi sẽ là thủ khoa rồi, tôi đã được 30 điểm rồi. Đó là cái mà tôi hình dung và tưởng tượng. Nhưng rất tiếc là tôi không phải trở thành thủ khoa, nhưng tôi chỉ làm được một cái, đó là đậu đại học. Đó là một điều tuyệt vời được, đúng không ạ? Bởi vì từ một học sinh dở học, không bao giờ được học sinh tiên tiến, mà 13 năm trước mà tôi thi đậu đại học, đó là một điều rất tuyệt vời đối với cuộc đời của tôi thôi. Đúng không? Bởi vì cả lớp của tôi lúc đó chỉ có 2 người đậu đại học thôi. Thì đối với tôi đó là một điều nó rất tuyệt vời rồi.
Bởi vì thực ra đó là do cái lớp của tôi, đó là cái lớp dở nhất trong cái trường của tôi, nên mới có được 2 người đậu thôi. Đó. Là các bạn biết là từ một người như thế mà mình có thể thi đậu được, đó là bằng việc là mình thay đổi cái hình dung và tưởng tượng trong tâm trí của mình. Và các bạn biết thì đúng 6 năm sau thì mặt của tôi lên đầy mặt báo. Đầy khắp mặt báo luôn. Bởi vì do ngày xưa là tôi hình dung tưởng tượng là tôi sẽ được báo chí đưa tin, được báo chí săn đón, và kết quả là sau này tôi được báo chí săn đón và đưa tin thật sự luôn. Nhưng chỉ có điều đó là báo chí đưa tin nó không được tốt lắm thôi, nhưng cũng là báo chí đưa tin này, đúng không ạ? Bởi vì lúc đó tôi chưa biết là kiểm soát là cái báo chí viết về cái gì, nên là nó không đúng. Nhưng chúng ta thấy được đó là sức mạnh của hình dung và tưởng tượng. Rồi, cái người vợ mà bây giờ mà tôi có được đấy thì do cũng là ngày xưa. Do ngày xưa đó là gì? Tôi muốn có một người vợ của mình, đó là tóc vàng, đẹp, cao ráo. Và biết là bây giờ vợ tôi cũng như vậy luôn. Bởi vì ngày xưa tôi hình dung trong tâm trí của tôi là tôi muốn có người vợ như thế. Và chị gái của tôi đã nói như thế này này. Đó, mày cái mong mơ mộng cho cao vào rồi cuối cùng lấy con vợ xấu quắc à. Đó là vợ, chị gái của tôi nói như vậy đó. Và tôi đã ra quyết định, vợ tôi, chị của tôi nói như vậy, nhưng tôi ra quyết định trong tiềm thức của mình đó. Không, tôi phải có một người vợ đẹp. Tôi phải có người vợ mà tôi mong muốn. Và vợ đó là người mà tôi yêu thích và tôi nhìn. Và các bạn biết khi mà lần đầu tiên tôi gặp vợ tôi đó, tôi thấy đó là gì? Tôi thấy đó là vợ của tôi đẹp, và đó là cái người mà tôi thích, mà nó đã hình dung rõ trong tâm trí, và tôi quyết định tôi cua vợ tôi. Và lúc đó vợ tôi là đã có bồ rồi, nhưng tôi không quan tâm. Tôi vẫn tấn công và tôi tìm mọi cách và tìm mọi cách, và cuối cùng tôi có được người vợ của mình. Thì trong bộ 30 ngày NLP đó là tôi có nói về cái điều này. Thì chúng ta có thể coi ở trong đó để nó rõ hơn. Đúng chưa? Ở trên kênh YouTube của tôi. Và liên tục tôi tấn công, tôi không quan tâm về cái điều đó. Và kết quả đó là bây giờ là chúng tôi đã cưới nhau. Đấy. Nên cái việc mà chúng ta hình dung về tưởng tượng này, hay là năm ngoái để bây giờ tôi đi Monaco đó các bạn, và cái đồng hồ mà mình đeo trên tay cũng thế, là năm ngoái tôi hình dung tưởng tượng đó là gì? Là khi mà tôi đi sang Monaco là công ty sẽ tôi đi sang đó là bằng một cái hạng ghế, đó là thương gia. Đó là cái hình dung đầu tiên. Và khi mà sang đến đó, tôi hình dung đó là tôi sẽ đi một cái dàn siêu xe ở trên bãi biển. Đó thì chúng ta xem 30 ngày NLP thì chúng ta thấy những cái điều đó. Và các bạn biết vừa rồi đó, những gì tôi hình dung ở trong tâm trí của năm ngoái thì vừa rồi nó đã xảy ra luôn nhé các bạn. Vừa rồi nó đã xảy ra rồi nhé các bạn. Rồi ha. Rồi kèm theo nữa nè, đó là tôi hình dung là mình được tặng cái đồng hồ, tôi một cái và vợ tôi một cái, và cuối cùng là tôi cũng được tặng một cái đồng hồ. Đó, tôi được tặng một cái đồng hồ. Đó, thế đó là bằng việc mà chúng ta hình dung về tưởng tượng. Chúng ta muốn có cái gì thì chúng ta hình dung nó bằng cái hình ảnh luôn. Ok. Thì bước kế tiếp chúng ta hình dung về tưởng tượng thì như thế này. Chúng ta còn khoảng 15 phút nữa các bạn. Cái mà hình dung tưởng tượng là chúng ta, ví dụ nhá, bây giờ chúng ta đang là người viết quảng cáo, thì chúng ta hình dung là bây giờ tôi đang viết, ý tưởng của trong tâm trí của chúng tôi tuôn trào ra, và khi tôi ngồi xuống bàn là bài viết của chúng tôi tuôn chảy, và khách hàng của tôi đọc cái bài quảng cáo đó là họ cảm thấy wow, cũng đây là một cái bài rất là hay, tôi rất là muốn mua cái sản phẩm của anh. Đó là chúng ta phải hình dung được cái cảnh tượng đó. Ok không ạ? Rồi, ví dụ như chúng ta bán hàng thì tôi hay hình dung như thế này. Đó là mình hình dung là khách hàng họ đang mua cái máy Lumispa của mình. Đó là họ đang chạy cái máy Lumispa. Họ đang rửa mặt rất là sạch, rồi da rất là cóng, rất là bóng, rất là sáng, rất là mịn. Rồi tôi cũng hình dung đó là gì? Khách hàng họ đang dùng cái máy Gamlix Spa. Họ đang đi, cơ họ nâng lên, da họ bóng lên, da họ là sáng lên, da họ mịn lên. Rồi là mình lại hình dung tưởng tượng đó là gì? Người ta đang dùng về một cái, đó là về cái sản phẩm về nước cất cờ ba. Họ uống vào một cái ực rất là ngon, rất là thanh, rất là mát. Đó. Và tôi thấy đó là khách hàng của mình, da đã đẹp lên, đã sáng lên, đã mịn lên. Thì trong những video tôi có làm những cái đó. Thì chúng ta có thể coi những video đó, trong đặc biệt là video về cách để bán 100 triệu một ngày với phương pháp của NLP. Thì tôi có quay cái đoạn video clip đó, thì chúng ta lên trên YouTube chúng ta xem nó rõ hơn. Thì đó là về hình dung và tưởng tượng. Chúng ta phải hình dung mọi thứ
nó xảy ra ở trong tâm trí của chúng ta, phải hình dung nó một cách rõ ràng để nó diễn ra ngoài đời thật. Và chúng ta lặp đi lặp lại, 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 lặp đi lặp lại như vậy thì nó bắt đầu và cài đặt vào trong tiềm thức của chúng ta. Nhận thức này nó được cài đặt sâu hơn vào tiềm thức của chúng ta như vậy, nó bắt đầu đưa vào trong tiềm thức của chúng ta. Rồi, và lúc này chúng ta mới làm tiếp một cái bước nữa. Chúng ta làm một bước nữa thôi nhé các bạn. Là hình dung tưởng tượng. Một cái bước thứ tư nữa nhé các bạn. À, bước thứ ba nữa. Đó là trạng thái năng lượng đỉnh cao. Trạng thái năng lượng đỉnh cao nhé các bạn. Trạng thái năng lượng đỉnh cao chúng ta làm nó như thế nào đây? Ví dụ như khi mà chúng ta đã bắt đầu hình dung mà chúng ta đang có cảm xúc tốt đấy, chúng ta đang nói những ngôn từ tích cực, ví dụ tôi là một người bán hàng xuất chúng thì chúng ta phải yes, à, chúng ta phải yes, đó, chúng ta phải yes, đó, và chúng ta có thể giật, à, chúng ta một tay yes, đó, chúng ta kích hoạt cái năng lượng của mình và chúng ta làm gì? Chúng ta luôn đứng ở một trạng thái năng lượng đỉnh cao, giống như việc mà hôm nay tôi livestream ở đây, chúng ta chia sẻ với các bạn qua đoạn livestream thôi. Dù là ở đây trong cái căn phòng này không hề có bất kỳ một ai cả, tôi sẽ quay cho các bạn là trong căn phòng của tôi là không có bất kỳ một ai cả. Đấy, không có một ai nhé các bạn. Nhưng tôi vẫn nói đầy năng lượng với chiếc cái điện thoại của mình. Đó là trạng thái năng lượng đỉnh cao. Dù có là một người xem, 10 người xem, 100 người xem hay là ngàn người xem, thì bao nhiêu con người thì tôi cũng phải tràn đầy năng lượng như vậy. Bởi vì cái quan trọng đó là khi mà tôi chia sẻ cho bạn, thì đó là chúng tôi đang cài đặt vào tiềm thức của mình. Cái quan trọng đó là mình đang cài đặt vào tiềm thức của mình. Đó là một cái quan trọng. Nên là tôi phải thường xuyên kích hoạt cái trạng thái năng lượng đỉnh cao này. Nên là buổi sáng ngay khi vừa chúng ta vừa dậy xong cái, thì việc đầu tiên đó là chúng ta thay vì dậy từ từ, tắt đồng hồ, chúng ta phải bật dậy một cái thật nhanh và chúng ta đập tay vào một cái rồi yes, đó, cuộc đời này thật là tuyệt vời. Đó, chúng ta nói cuộc đời này thật là tuyệt vời. Đó, đây hôm nay là ngày hôm nay là một ngày tuyệt vời. Và chúng ta phải kích hoạt trạng thái năng lượng đỉnh cao như vậy để chúng ta bắt đầu một ngày mới. Và trước khi mà chúng ta vào bán hàng, chúng ta nói tôi là người bán hàng xuất chúng và chúng ta phải kích hoạt năng lượng của mình một cái đấy, à, thì lúc đó chúng ta mới có một cái trạng thái năng lượng đỉnh cao. Và mỗi ngày chúng ta đều đặn như vậy, chúng ta đều có một trạng thái năng lượng đỉnh cao như vậy, thì lúc đó chúng ta sẽ làm một thứ, đó là chúng ta tạo ra một cái trường năng lượng xung quanh chúng ta nó rất lớn. Và cái trường năng lượng này này thì nó sẽ giúp chúng ta có nhiều hơn nữa, à, tiềm thức thì nó giúp là đồng ý và cho thêm. Nhưng tiềm thức thì nó lại, à, cái trường năng lượng thì nó lại cho chúng ta nhiều hơn nữa. Nên là chúng ta phải cần phải liên tục kích hoạt trạng thái năng lượng đỉnh cao để chúng ta thu hút những con người xuất chúng đến với chúng ta, thu hút những khách hàng mà chúng ta mong muốn nhiều hơn. Bởi vì khi chúng ta dùng cái ngôn từ, chúng ta dùng cái hình ảnh rồi và chúng ta kích hoạt trạng thái năng lượng đỉnh cao, thì đó chúng ta gửi năng lượng ra về vũ trụ và chúng ta thu hút những gì mà chúng ta hình dung ở trong tâm trí của chúng ta, những điều mà chúng ta mong muốn đến với cuộc sống của chúng ta, và chúng ta có được chính xác những điều mà chúng ta mong muốn trong cuộc đời này. Đó là chúng ta phải liên tục chúng ta kích hoạt trạng thái năng lượng đỉnh cao ở trong con người chúng ta để chúng ta lan tỏa cái nguồn năng lượng của chúng ta đến với tất cả mọi người và chúng ta kéo được họ đến. Thì đó chúng ta sẽ chạm đến được vùng thứ ba, đó là trường năng lượng. Trường năng lượng nó rất là quan trọng nhé các bạn. Tôi lấy ví dụ như thế này để chúng ta dễ hình dung về trường năng lượng này. Là ví dụ như mẹ của bạn, à, bạn, những bạn nào mà chúng ta có con ấy, thì khi mà con của chúng ta bị ốm đau bệnh tật ấy, dù nó ở xa cả hàng ngàn km, thì chúng ta luôn có một cảm giác rằng là chúng ta cảm thấy bứt rứt, chúng ta cảm thấy khó chịu. Và con của chúng ta ốm là chúng ta hoàn toàn dễ nhận ra và chúng ta biết được, đúng không ạ? Chúng ta có một cái rung cảm, chúng ta có một cảm giác gì đó, đó chính là trường năng lượng. Và khi đó người mẹ sẽ bốc máy lên con, hỏi con có chuyện gì hả? Và lúc đó cái người con của mình đang bị ốm. Thì đó là vì người mẹ luôn hình dung và tưởng tượng về người con. Vì người mẹ luôn hình dung và quan tâm về người con. Nên là khi mà con có vấn đề cái người mẹ cảm nhận được ngay. Nhưng người con có bao giờ cảm nhận được người mẹ các bạn? Rất là hiếm, đúng không? Tại sao người con lại hiếm cảm nhận được về người mẹ? Bởi vì người con nghĩ về bạn gái, nghĩ về bạn trai nhiều hơn là nghĩ về mẹ. Nên là mẹ gặp vấn đề gì thường người con không cảm nhận lắm.
Nhưng nếu mà người con nó rất yêu thương người mẹ của mình đấy, quan tâm về người mẹ của mình, luôn luôn hình dung về người mẹ của mình, thì khi người mẹ của mình ốm đau bệnh tật cái là người con sẽ cảm nhận được ngay. Đó chính là về trường năng lượng. Vậy thì bây giờ chúng ta muốn thu hút những người lãnh đạo thì chúng ta phải hình dung và tưởng tượng nó, và chúng ta kích hoạt cái năng lượng lên để chúng ta chạm đến những người, chạm đến những người lãnh đạo đó, để khi mà chúng ta gặp họ cái chúng ta rất dễ để bắt chuyện, chúng ta rất dễ để chúng ta nói chuyện. Và đó là cách để chúng ta nâng tầm bản thân mình. Và khi đó chúng ta có một trường năng lượng của một nhà lãnh đạo, thì chúng ta ra ngoài, kể cả chúng ta có tài chính hay là không có tài chính, thì chúng ta vẫn thu hút được những con người đến với tổ chức của chúng ta, đến với đội nhóm của chúng ta. Đó là cách mà để chúng ta có được cái sự thành công. Cách để chúng ta có một đội nhóm vững mạnh đó là chúng ta phải liên tục kích hoạt trường năng lượng, để chúng ta tạo ra một cái trường năng lượng lớn, để lan tỏa ra về cuộc sống, để chúng ta thu hút mọi người đến với chúng ta. Ok các bạn? Thì đó là trường năng lượng. Thì hôm nay tôi mới... Và khi chúng ta kết hợp vừa môn từ nào, vừa hình dung tưởng tượng, vừa đó là trạng thái năng lượng đỉnh cao. Và ba cái này chúng ta dùng để nhận thức này, và cái này hoàn toàn chúng ta đưa ra quyết định. Cái việc ngày hôm nay chúng ta học ở đây, chúng ta có kiến thức và áp dụng có thành công hay không, đó là do ngày hôm nay trong ngày cái khoảnh khắc này chúng ta đưa ra cái quyết định. Chúng ta đưa ra cái quyết định đó là chúng ta phải áp dụng nó, chúng ta phải sở hữu nó, chúng ta cần phải có nó để chúng ta thay đổi cái cuộc sống của mình. Thì bắt đầu chúng ta cài đặt vào tiềm thức của chúng ta, và chúng ta dần dần tạo ra một cái trường năng lượng. Và lúc đó chúng ta có nhiều lên, nhiều lên, nhiều lên. Có thể chúng ta ứng dụng trong một tuần chưa thấy gì, hai tuần chưa thấy gì, nhưng một tháng chắc chắn nó có. Và đảm bảo nếu chúng ta 3 tháng liên tục, ngày nào chúng ta cũng làm đều đặn 2 tiếng một lần, tràn đầy năng lượng và đầy cái cảm xúc của chúng ta. Chúng ta nói mà đầy cái cảm xúc, mà chúng ta phải rát cái cổ họng của chúng ta, chúng ta phải rần trong cơ thể của mình, thì lúc đó cái trường năng lượng này nó được lan tỏa ra, và chúng ta sẽ thu hút được những điều chúng ta nghĩ, những điều mà chúng ta mong muốn đã đến với cuộc sống của chúng ta. Ok không ạ? Nên là chúng ta hãy dùng cái ngôn từ hướng tới, hình dung về tưởng tượng cái cảnh tượng lúc chúng ta đạt được điều đó, và chúng ta kích hoạt năng lượng đỉnh cao chúng ta lên, thì mọi mục tiêu trong cuộc sống của chúng ta nó đều trở nên hoàn thành. Ok không ạ? Và bây giờ thì đã 1:30 sau khi mà chúng ta chia sẻ về cái NLP và thời lượng của trong chương trình của chúng ta, thì thường một buổi tối như vậy chúng ta sẽ có 1:30. Và tôi muốn đó là gì? Khi mà chúng ta xem live trong buổi tối hôm nay đấy, chúng ta hãy tag thêm những người bạn của mình để họ vào xem cái live này. Và trưa mai tôi sẽ xóa cái live này nhé các bạn. Nên chúng ta hãy kêu gọi mọi người vào và chúng ta để xem lại cái live này thật sớm, bởi vì trước khi mà tôi xóa nó. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai tôi muốn đó là chúng ta hãy chia sẻ những bài học chúng ta nhận được trong buổi tối hôm nay dưới cái đoạn live này. Và chúng ta hãy comment về những cái câu hỏi của chúng ta, những điều mà chúng ta còn thắc mắc từ lúc nãy đến giờ khi mà chúng ta xem live. Và tối ngày mai tôi sẽ chia sẻ chúng ta. Và tối ngày mai chúng ta sẽ trao đổi, chúng ta sẽ nói chuyện, chúng ta sẽ chia sẻ vào tối ngày mai vào lúc 10 giờ tối ở trên livestream tiếp nha các bạn. Và tôi đã cam kết với bản thân mình đó là gì? Một tuần như vậy tôi làm cái chương trình này, đó là thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, tức là mình có 5 buổi mình chia sẻ hoàn toàn online, hoàn toàn miễn phí cho tất cả chúng ta. Ok các bạn? Và những bài học gì chúng ta học được, tôi muốn tất cả chúng ta hãy comment ở dưới đoạn live này các bạn. Và tôi mong muốn đó chúng ta phải nhận được nhiều giá trị, và chúng ta nhận được càng nhiều giá trị thì tiềm thức của tôi càng hưởng ứng. Tiềm thức của tôi thấy rằng là mọi người học được rất nhiều, mọi người có được rất nhiều bài học hay, và mình cần phải chia sẻ nhiều lên, mình cần phải giúp đỡ nhiều hơn, mình cần phải truyền nhiều hơn nữa. Ok các bạn? Nên tôi rất cần nhận được những cái lời chia sẻ, những cái cảm nhận của chúng ta. Đúng không? Nguyễn Mạnh Trung đọc mục tiêu cứ 2 tiếng một lần rất là hiệu quả, chính xác rồi. Ok các bạn? Rồi tôi muốn tất cả chúng ta comment về những bài học mà chúng ta học được từ lúc nãy giờ. Nghe quá phê. Hôm nay là một ngày tuyệt vời. Nghe cà phê. Ok, thêm nữa. Thay đổi ngôn từ tích cực. Vũ Tuấn, chào bạn Hiền. Cảm ơn Linh, hay quá. Rồi, thay đổi ngôn từ tích cực với bản thân và người khác. Ok, cảm ơn các bạn nha. Bây giờ thì chắc là mình phải ngủ, bởi vì sáng ngày mai 4 giờ sáng là mình phải dậy rồi. Bởi vì mình có một lớp vào lúc 4 giờ sáng. Sau đó ngày mai là mình phải dạy nguyên cả một ngày. Đó là cái lớp về Rich People Business, là học trong 3 ngày luôn. Đó là những cái anh em mà học offline mình đang hướng dẫn tại văn phòng, rồi kèm cặp cho họ một tháng
để mà họ ứng dụng cái công việc kinh doanh vào cuộc sống. Ok các bạn, nên là mình phải đi ngủ sớm và vợ mình cũng không cho mình ngủ khuya. Rồi, chúc cho tất cả anh em chúng ta có một buổi tối ngủ ngon. Và nhớ buổi tối trước khi ngủ để sáng ngày mai chúng ta có thể dậy sớm. Và một ngày chúng ta có tràn đầy năng lượng, đó là chúng ta hãy để tay trước ngực và chúng ta nói như thế này: tôi muốn sáng ngày mai tôi dậy vào lúc 4 giờ 30 phút sáng. Ví dụ tôi dậy 4 giờ 30 phút sáng nha các bạn. Tôi muốn sáng ngày mai tôi dậy vào lúc 4 giờ 30 phút sáng với cơ thể tràn đầy năng lượng và sức sống. Tôi muốn sáng ngày mai tôi dậy vào lúc 4 giờ 30 phút sáng với cơ thể tràn đầy năng lượng và sức sống. Yes! Yes! Đó, đó là mình lặp đi lặp lại khoảng tầm 2 đến 3 lần như vậy. Thì sáng ngày mai chúng ta sẽ dậy vào lúc 4 giờ 30 phút sáng một cách rất dễ dàng luôn nhé các bạn, cực kỳ dễ dàng luôn. Rồi, và chúc các bạn một buổi tối vui vẻ, ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn tất cả anh chị em chúng ta đã xem đoạn video clip này. Và để chúng ta là người đầu tiên nhận những cái video kế tiếp thì chúng ta hãy bấm vào subscribe của kênh của Linh. Chúng ta hãy bấm vào subscribe ở dưới đoạn video clip. Và chúng ta hãy nhớ bấm vào nút chuông. Nhớ nhá, bấm vào nút chuông. Bởi vì khi chúng ta là bấm vào nút chuông thì mỗi lần mà Linh upload video lên thì chúng ta là người đầu tiên chúng ta nhận được cái video này. Và chúng ta hãy ủng hộ kênh bằng cách bấm vào subscribe và bấm vào nút chuông. Một lần nữa tôi muốn nhắc lại đó là chúng ta bấm vào nút chuông. Bấm vào nút chuông để chúng ta là người đầu tiên nhận được video những cái kiến thức chia sẻ về phát triển về bản thân, kiến thức về kinh doanh làm thế nào để chúng ta thành công và làm thế nào để chúng ta hạn chế những cái thất bại trong cuộc sống này. Và xin chào, hẹn gặp lại tất cả chúng ta. Hãy share video này để cho những người bạn của mình, để cho nhiều người bạn để chúng ta nhận được những video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả chúng ta ở những đoạn video kế tiếp.